Anh có thể bị ồn không anh? Không sao mà, ổn tí nha, không sao. Chờ một cái. Ok, kính chào quý khán giả, kính chào anh chị em có mặt trong room. Rất xin lỗi mọi người là chương trình bắt đầu thì nó bị lỗi kỹ thuật một chút, nên là mong anh chị em thông cảm. Bây giờ là 9 giờ 15 phút thì chương trình bị trễ mất 15 phút, mong anh chị em thông cảm. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở trong chương trình đối thoại với PM, đây là số thứ tư. Và chủ đề của ngày hôm nay là những mỏ vàng mới trong lĩnh vực tiền số và công nghệ blockchain. Tùng xin phép giới thiệu nội dung và chương trình khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thì nội dung của chương trình sẽ bao gồm 3 phần. Phần đầu tiên là Tùng sẽ giới thiệu về khách mời trong khoảng 3 phút. Phần thứ hai là Tùng và khách mời là bạn Đào Duy Tùng đây sẽ trò chuyện trong vòng khoảng 30 phút. Và phần thứ ba là sẽ trò chuyện với cả khán giả, trả lời các câu hỏi của khán giả. Tùng rất là hân hạnh được mời bạn Đào Duy Tùng là một nhà đầu tư tiền số đã có nhiều năm kinh nghiệm và hiện tại là bạn Tùng cũng đang làm việc trong lĩnh vực tiền số tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay. Bạn Tùng là tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, còn mình thì là MC của chương trình, mình sẽ dẫn chương trình. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình luôn Tùng nhé. Thì anh thấy là bây giờ cái xu hướng đầu tư tiền số rất là hot đấy, anh thấy là nhiều ngôi sao, ví dụ như là nhiều sao như là Ngọc Trinh này, hay Cao Thái Sơn này đầu tư tiền số cả. Thì em có thể kể lại đôi chút về cái vì sao mà em đầu tư tiền số và em đã đến với cả cái thị trường tiền số là như nào không? Thì anh trên có cái slide, đây là cái slide đồ thị của giá của Bitcoin này từ năm anh nghĩ là đây là từ năm 2013 tới năm bây giờ là năm 2021. Tùng chờ một chút nhé, hình như là tiếng của em nó đang bị chưa nghe rõ đấy. Thì anh bỏ cái này ra nhé Dung nhé. Đúng không? Không hình như đang không nghe được tiếng khách mời đúng không? Sợ nó bị vọng không? Tôi alo Tùng để nói lại nào, vừa nãy anh chưa nghe rõ. Alo. Ờ. Nghe Tùng nói chưa? Được rồi, bây giờ nghe thấy rồi em ạ. Nói lại. Đầu tiên thì tôi cũng gửi lời chào tới tất cả các anh chị em đang tham dự livestream trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh Tùng đã gửi lời mời cùng cho Tùng có cơ hội để nói chuyện với mọi người về chủ đề đang rất hot này. Và cụ thể là ngay ở câu đầu tiên của anh Tùng hỏi, đó là về vừa rồi anh ấy thấy Ngọc Trinh, nữ hoàng đồ lót đúng không ạ, đã vào một số sao khá nổi nữa, Lê Dương Bảo Lâm rồi Kiều Minh Tuấn rồi Cao Thái Sơn, trong cái dịp mà cái đồng đó nó bay như gì với sự bơm thổi của anh Elon Musk.
thì cả cả thị tức là mọi người đang điên đảo với cái đông đấy thì mấy sao lại Cái startup phía sau mọi người sẽ thấy rằng là ở trong đấy là có một đông không phải là hệ chó mà đông là cái đông FXT của cái đội mà Lion Team Group ấy, là một cái đội mà dạo này đang bị lên TV rất là nhiều về cái lừa đảo ấy, cái mô hình đa cấp ấy. Thực ra là sau khi phân tích thì Tùng mới thấy Tùng đang đụng biết bài đấy, đó là cái đội kia gần như là Tùng nhận thấy câu chuyện sau là cái đội admin của mấy cái trang của người nổi tiếng ấy đã được bên đội Lion Team trả tiền để mà quảng cáo cho cái đồng đấy, thì cái đồng FXT đấy cũng dựa sóng và đợt đấy tăng lên những 5 lần vào ngày hôm đấy. Đấy thì nhân tiện là anh Tùng nói về Ngọc Trinh thì Tùng nói một tí như vậy luôn. Còn về kỷ niệm mà Tùng bắt đầu với crypto ấy, đó là vào khoảng giữa năm 2017 ấy, thì khi đấy có một người anh đã nói về cơ hội crypto, và Tùng đã bắt đầu vào từ khoảng giữa năm 2017 khi mà lúc đấy tiền Bitcoin đã bắt đầu nóng rồi, và đấy là Bitcoin giá lúc đấy khoảng tầm 4.000 đô ấy. Thì năm 2017 thì đến lúc lên đỉnh 20.000 đô thì đấy là lần đầu tiên Tùng kiếm được một khoản tiền khá khá, nhưng mà lúc đấy thì kinh nghiệm chưa có, thế nên là vào cái đợt đấy, thứ nhất là kinh nghiệm chưa có và thứ hai là đồng vốn của mình được ít. Thế thì đợt đấy vào và sau đấy là đến năm 2017, cuối năm 2017 thì có chốt được một ít, nhưng mà sau đấy thì bắt đầu tiếng hy vọng em ạ. Dạ. Tùng ơi, sorry em, tiếng nó bị vọng. Được chưa? Sorry mọi người, tiếng hơi bị vọng. Em đã không thấy cái slide nhỉ anh Tùng nhỉ? Em đã nhìn rõ slide chưa? Em chưa nhìn thấy anh ạ. Em đã thấy slide chưa? Chưa, vẫn chưa thấy ở đâu cả. Cho anh xem lại cái slide nhé. Đấy chưa Tùng? Dạ, bắt đầu rồi, em bắt đầu nhìn thấy ạ. Sorry với mọi người một chút là do Tùng dùng iPad cho nên cảm giác cái Tùng hình như là cảm giác cái mặt của Tùng hình như là hơi ngước lên hơi cao nhé mọi người nhé. Không sao. Bây giờ nhìn rõ slide đúng không? Chắc là nó bị chậm một chút. Nhìn rõ slide. Thì em có thể nói lại một chút là em đầu tư tiền số vào giai đoạn nào được không? Tại vì đây giai đoạn đấy mọi người chưa nhìn rõ cái biểu đồ này. Đây là giới thiệu mọi người, đây là biểu đồ cái giá Bitcoin từ năm 2013 đến bây giờ. Dạ. Em chính thức tìm hiểu và bắt đầu tìm những cái Satoshi miễn phí đầu tiên của em là vào khoảng tầm tháng 5 2017. Nhưng mà sau đấy khoảng tầm đến tháng 9 2017 thì lúc đấy em mới bắt đầu mua vào Bitcoin. Lúc đấy giá đâu đấy khoảng tầm, em nhớ không nhầm, khoảng tầm đâu đấy lần đầu tiên em mua Bitcoin là giá Bitcoin là khoảng tầm 3.800. Đấy là vào năm 2017. Và năm 2017 thì nó đã, sau đấy mấy tháng cuối năm thì nó tăng rất là mạnh, tăng lên đến 20.000.
Dũng chuyển giúp anh sang cái bám trụ với cả cái thị trường tiền số trong giai đoạn này. Tức là từ khi mà từ 20.000 mà nó cứ xuống mãi đến tận 3.100 ấy. 3.100. Thì trong hành trình đấy thì là đầu năm 2018 thì em bắt đầu làm việc cho một công ty về chuyên cung cấp và chuyên cung cấp thông tin, nghiên cứu thị trường này, cung cấp thông tin và đào tạo cho nhà đầu tư mới về thị trường tiền số. Cho nên là thứ nhất đó là khi mà để làm công việc đấy thì em tìm hiểu rất là kỹ về Bitcoin và hiểu cái công nghệ đằng sau nó và xem như đây là một cái bọn em xem như đây là một cuộc cách mạng ấy, một cuộc cách mạng về tiền tệ, một cuộc cách mạng nếu như internet là một cuộc cách mạng về thông tin ấy, tức là làm cho thông tin được dân chủ hóa thì em xem sự ra đời của Bitcoin như là một cuộc cách mạng về lưu chuyển giá trị, tức là cuộc cách mạng tiền tệ ấy. Và mình phải hiểu cái công nghệ đằng sau của nó thì mình mới tin được tại sao Bitcoin nó có thể làm cái chuyện đấy, và không chỉ là Bitcoin mà cả những cái đồng coin khác. Với sự ra đời của Bitcoin đã tạo cảm hứng cho ra đời rất là nhiều những cái dự án, những cái đồng coin khác, và nó sẽ làm thay đổi, tin tưởng rằng trong tương lai nó sẽ làm thay đổi cái diện mạo cái nền tài chính hiện tại. Và cái việc đấy cùng với lại tiềm năng tăng trưởng khủng khiếp của Bitcoin cũng như là cái tính chu kỳ của nó, nên mặc dù rằng là nó đang đi xuống đấy, nhưng mà khi mà mình ở trong thị trường, mình ở trong cái lĩnh vực này thì mình thấy rằng là mặc dù giá cả thì đi xuống, nhưng mà cái công nghệ đằng sau nó vẫn được phát triển hàng ngày. Các developer, những người mà người ta cống hiến công sức của mình cho sự phát triển của Bitcoin cũng như các dự án khác, họ vẫn miệt mài làm việc, và các quỹ đầu tư người ta vẫn đầu tư, những người, và càng ngày thì nó lại càng thu hút càng nhiều người đến với lại là thị trường hơn. Cho nên là mặc dù giá cả thì đi xuống, nhưng mà thị trường thì cứ trưởng thành từng ngày, và đặc biệt rằng là thị trường Bitcoin thì nó có tính chu kỳ của nó, cho nên rằng là vẫn luôn, mặc dù rằng là đang lỗ thật đấy, đang gồng lỗ thật đấy, khái niệm đúng là đang một thời kỳ gồng lỗ đến những 3 năm đấy, nhưng mà cảm thấy vẫn có một sự tin tưởng rằng là nó sẽ quay trở lại. Và cái chuyện này không phải là chỉ tin tưởng không, mà cái chuyện này nó đã có trong quá khứ rồi, tức là Bitcoin nó giá cả Bitcoin nó vận hành theo nó chạy theo các cái chu kỳ. Anh nghĩ là anh có cái slide này để phản ánh khá là rõ cái điều Tùng vừa nói. Chắc là Dũng chuyển slide giúp anh sang cái slide này để khán giả nhìn thấy. Đây là cái slide mà anh lấy ở bên quỹ đầu tư A16Z đấy. Thì chúng ta có ở đây là bốn hàng. Cái hàng đầu tiên là chúng ta thấy là giá Bitcoin. Đây là thời điểm mà từ 2010 đến năm 2012. Thì chúng ta biết là Bitcoin đâu đấy là ra đời vào khoảng tầm đầu năm 2009 phải không Tùng? Dạ, Bitcoin là Bitcoin được ra mắt vào cuối 2018, là ra mắt cái ý tưởng của cuối năm 2008 là. Nhưng mà đầu chính thức là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2019 là bắt đầu khởi chạy. Lúc đấy tại vì anh nhớ là 2019. Hồi đấy là nó cũng là cái đáy của khủng hoảng tài chính ấy, nên anh khá là nhớ cái giai đoạn đấy. Ok, thì chúng ta có cái hàng đầu tiên là giá của Bitcoin này theo đô la. Cái hàng thứ hai là cái hoạt động của các cái lập trình viên ấy, tức là, và hàng thứ ba thì là các hoạt động về startup, về khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền số này, và hàng cuối cùng thì là social media, tức là thông tin trên mạng xã hội ấy. Thì chúng ta nhìn thấy khá rõ ở qua cái thống kê này là khi mà giá Bitcoin tăng ấy thì các cái hoạt động tương ứng nó cũng tăng theo. Đấy là sóng thứ nhất. Sóng thứ nhất là hồi năm 2010 đến năm 2012. Và đây là sóng thứ hai.
sóng thứ hai là từ năm 2012 đến năm 2016. Dũng chuyển giúp anh sang slide cho sóng thứ hai. Rồi thì giá Bitcoin cũng có một giai đoạn là lập đỉnh và sau đấy thì đi xuống, thì chúng ta thấy là cũng tương tự như thế, là các cái lập trình viên này, các hoạt động startup này và các cái thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí thì nó tăng lên này. Và làn sóng thứ ba thì Dũng chuyển giúp anh sang làn sóng thứ ba này, là từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019. Chúng ta thấy cũng một điều tương ứng thế lặp lại, và cái đỉnh của cái làn sóng thứ ba này thì như chúng ta vừa nhìn thấy ở trong màn hình trước thì là đâu đấy là cuối năm 2017, đầu năm 2018. Và cái slide này là chúng ta tổng kê lại toàn bộ cái quá trình trong vòng khoảng 10 năm qua. Dũng chuyển giúp anh sang cái slide này. Em xin phép, tức là nói về cái chu kỳ này thì đây là cái tài liệu anh Tùng tham khảo từ quỹ A16Z. Ở trong thị trường ấy thì thường rằng là chu kỳ của cái thị trường tiền số đang theo là khoảng tầm 4 năm. Cái chu kỳ này nó ứng với lại là cái chu kỳ mà cứ 4 năm một lần thì cái phần thưởng khối của Bitcoin, tức là chúng ta tưởng tượng như tốc độ in tiền Bitcoin ấy. Hiện tại là Bitcoin đang được in là cứ 10 phút thì sẽ có là 6,25 đồng Bitcoin mới được in ra cho thợ đào, họ đào được đấy. Thì từ 2009 cho đến 2013 là cứ 10 phút thì sẽ có 50 đồng Bitcoin được in ra. Nhưng mà từ 2013 đến 2012 đến 2016 thì 25 đồng Bitcoin được cứ 10 phút thì sẽ có 25 đồng Bitcoin được sinh ra. Tức là sau 4 năm thì phần thưởng nó sẽ giảm đi một nửa. Từ 2016 cho đến tháng 5 2020 vừa rồi ấy, là cứ 10 phút thì sẽ có là 12,5 đồng Bitcoin được sinh ra. 12,5 đồng. Và từ tháng 5 2020 trở đi là hiện tại, như hiện tại thì cứ 10 phút thì thợ đào chỉ đào được là 6,25 đồng Bitcoin thôi. Và đến năm 2024 nó sẽ cứ giảm như thế. Tức là chúng ta tưởng tượng là những cái đồng Bitcoin mới được in ra để đưa vào thị trường ấy, là nó cứ sau 4 năm nó sẽ giảm đi một nửa. Và chính cái điều này là vô hình chung đã tạo ra cái cho thị trường có những cái chu kỳ theo chu kỳ 4 năm, tức là những cái đợt halving như thế. Và có lên rồi có xuống. Mọi người cứ chúng ta không thể nói chính xác rằng là lúc nào nó sẽ lên, lúc nào sẽ là đỉnh, lúc nào nó sẽ là đáy. Nhưng mà nhìn lại lịch sử của Bitcoin cũng như là may mắn được ở trong thị trường của chu kỳ rồi thì cái chuyện mà Bitcoin bây giờ đang lên rất cao như thế và một ngày nào đó không xa nó lại đi xuống là chuyện bình thường. Nhưng mà vấn đề đó là mặc dù là đi xuống thật nhưng mà cái đáy sau ấy thì vẫn cao hơn đáy trước, và đỉnh sau mà nó lập được ấy vẫn cao hơn. Anh nghĩ là chúng ta sẽ có chia sẻ thêm sâu về phần đó. Thì vấn đề là cái anh muốn hỏi là vì sao cái này có kết luận địa điểm là cái đáy sau cao hơn đáy trước ấy. Thì anh có, tại vì anh có cái tìm hiểu ấy, thì theo anh hiểu là cái mỗi một lần mà thị trường nó biến động lên xuống như thế thì nó hoạt động theo quy luật mà chúng ta vừa nói, tức là đầu tiên là giá này nó sẽ vận động này, tăng giảm thì ví dụ giá tăng thì người ta sẽ thu hút nhiều người vào hơn. Dũng chuyển cho anh sang cái slide này với giá, khi mà giá tăng thì thu hút được nhiều người vào hơn, thì nhiều người vào hơn là các lập trình viên và các cái cộng đồng startup ấy, thì lại có nhiều ý tưởng mới hơn, nhiều ý tưởng hơn thì nhiều công ty mới ra rời hơn, thì tương ứng về đấy là cái hạ tầng thì nó phát triển hơn. Thì liệu đây có phải là cái lý do mà em cho rằng là cái có thể là đấy sau nó kiểu như cao hơn là đấy trước không? Thực ra mà cái mà em bảo là đáy sau cao hơn đáy trước ấy thì đấy là một cái thực tế mình nhìn thấy ở trong lịch sử rồi, chứ không chỉ còn nói về nguyên nhân. Thì theo em nguyên nhân chính, cái mà cái giả thuyết mà anh đưa ra thì nó em đồng ý. Và cái nguyên nhân chính ấy theo em nghĩ cốt lõi nhất ấy đó là nhiều người biết hơn về crypto. Và trong số những người nhiều người biết hơn đó thì lại sẽ có nhiều người tin tưởng và tham gia vào. Và cái hình thức tham gia đơn giản nhất của mọi người đó là bỏ tiền vào, tức là bỏ tiền vào sở hữu một đồng coin, sở hữu một ít Bitcoin chẳng hạn, sở hữu một ít Ethereum chẳng hạn. Và cái việc mà
mà chu kỳ sau có lượng vốn và lượng người mới vào nhiều hơn chu kỳ trước sẽ dẫn đến rằng là cái mặt bằng giá của chu kỳ sau sẽ cao hơn chu kỳ trước, tức là đỉnh sau sẽ cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Thế thì tại sao chúng ta không không thử so sánh hai cái đồng coin mà anh thấy là lớn nhất ở thời điểm hiện tại ấy? Dạ. Thì hai đồng coin lớn nhất ở thời điểm hiện tại chắc là lớn nhất thì chúng ta biết rồi, đấy là Bitcoin, gọi là ông vua của tiền số. Và cái đồng coin thứ hai đó là đồng Ethereum. Thì cái đồng Bitcoin nó vẫn là vua, mặc dù là mọi người những người mà tìm hiểu về công nghệ thì nói rằng là cái công nghệ của Bitcoin là cái công nghệ lạc hậu nhất trong các cái đồng coin, thì nó là đúng rồi, tại vì nó sinh ra đầu tiên mà. Nhưng mà nó vẫn là vua vì nó được nhiều người biết đến nhất và được nhiều người tin tưởng nhất. Và có thể so sánh một cách đơn giản là như này: cái đồng Bitcoin ấy, bây giờ mỗi giây của nó là nó chỉ có 7 giao dịch được xử lý thôi, nhưng mà ví dụ như lên của đồng Ethereum là nó đã cao hơn gấp đôi rồi. Và cái đặc điểm làm cho Ethereum đặc biệt đó là cái Ethereum là nó giống như kiểu một nền tảng để các cái dự án khác, các cái đội ngũ khác có thể xây dựng được những cái ứng dụng ở trên nền tảng của Ethereum. Tức là cái công nghệ, cái Ethereum có một cái điều đặc biệt là nó có công nghệ gọi là cho người khác xây dựng các cái smart contract, tức là các cái hợp đồng ở trên đấy. Cho nên là gần như là bây giờ là Ethereum là một cái hệ sinh thái lớn nhất trong cái cộng đồng tiền số, để cho các lập trình viên, rồi các cái dự án startup trong lĩnh vực crypto xây dựng các ứng dụng ở trên Ethereum. Và hiện tại thì Ethereum đang gặp một số vấn đề, ví dụ như là tốc độ giao dịch chậm hay là phí giao dịch đang bị đẩy lên quá cao, do vì là có quá nhiều ứng dụng được tạo ra trên đó dẫn đến là bị nghẽn mạng. Và bây giờ thì phí giao dịch đang rất là cao, nhưng mà Ethereum đang có những cái cải tiến công nghệ, thời gian tới sẽ có những thay đổi. Thì em tức là Ethereum thì cái khả năng giao dịch thì nó sẽ tốt hơn đồng Bitcoin rất là nhiều, phải không em? Có thể nói là như thế, nhưng mà thời điểm hiện tại thì như em nói, tức là có quá nhiều ứng dụng được xây dựng ở trên đó. Có quá nhiều ứng dụng được xây dựng trên đó dẫn đến là lượng giao dịch ở trên Ethereum nó bị nghẽn, và dẫn đến là phí giao dịch ở trên Ethereum rất là cao, và tốc độ giao dịch hiện tại còn chậm với cả Bitcoin nữa. Nhưng mà giả sử như là đấy sẽ sắp được thay đổi. Thì ý anh là giả sử nhà đầu tư được lựa chọn một trong hai đồng Bitcoin hoặc là Ethereum này, thì theo em thì nhà đầu tư nên lựa chọn đồng nào và vì sao? Chọn cả hai đi anh. Chọn cả hai. chắc là mọi người đây đều đầu tư về chứng khoán thì đều hiểu về nguyên tắc phân tán rủi ro này nọ, thì thực ra em chọn cả hai. Và tại sao lại không cả hai nhỉ? Vì em nhìn thấy tương lai rất là dài của cả hai đồng này. Ok em, thế thì bên cạnh hai đồng Bitcoin này, anh nghĩ là mình cũng sẽ có một số con số thống kê về cái thị trường tiền số này một chút, tại vì đây là một thị trường mà anh thấy rất là lớn ấy. Thì theo anh tìm hiểu sơ qua thì đến trong tuần này có khoảng gần 10.000 đồng tiền số rồi, và cái tổng giá trị vốn hóa ở trên thị trường thì nó chắc phải tầm hơn 2.000 tỷ, đâu đấy tầm khoảng 2.300 tỷ đô ấy, đơn vị đô ấy. Trong đấy thì Bitcoin là chiếm tỷ trọng lớn nhất, đâu đấy là tầm khoảng 1.000 tỷ đô, và đồng Ethereum là khoảng tầm bằng một nửa Bitcoin. Thì chúng ta nên nhớ rằng là cái bảng cân đối kế toán của Fed ấy, anh nhớ đâu đấy nó chỉ tầm khoảng 8.000 tỷ đô thôi. Dũng ơi, slide phía sau, chuyển slide phía sau giúp anh. Và sàn giao dịch thì là có khoảng tầm 377 sàn giao dịch, trong đấy là một số sàn giao dịch lớn nhất như là Binance, Huobi, Coinbase. À Tùng ơi, cái đấy là một số con số anh tìm hiểu thôi nha, nếu mà có chỗ nào mà không đúng thì em như kiểu là điều chỉnh giúp anh với nhá.
Dạ vâng, vâng. Và theo anh biết thì giá trị giao dịch của Bitcoin hàng ngày rất là lớn, đâu đấy là tầm khoảng 300 tỷ đô, mà trong đấy giá trị giao dịch của trên thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu Việt Nam mình đấy chỉ tầm khoảng 1 tỷ đô thôi. À, dạ, dạ. Thì anh thấy đây rất là một con số rất là lớn rồi. Dạ. Cái chỗ mà giá trị giao dịch hàng ngày ấy, thì thực ra là giá trị giao dịch hàng ngày mà giá trị giao dịch lớn nhất của đồng USDT đây ạ. À. Cái khối lượng giao dịch hàng ngày ấy, chúng ta lên CoinMarketCap hoặc là CoinGecko.com chúng ta sẽ thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của đồng USDT vẫn là hàng ngày gần như lúc nào cũng lớn nhất. Tại vì cái đồng đấy là đồng được trader sử dụng nhiều nhất. À, thế thì chắc là cái thống kê ở đây là không có thống kê, mà cái đồng đấy là đồng gọi là đồng stablecoin phải không em? Dạ vâng, em nghĩ là như thế. Quay trở lại câu hỏi về Bitcoin ấy, thì em có thể giải thích thêm là kiểu như là vì sao nó Bitcoin nó lại ra đời không? Và nó có kiểu như là cái vai trò của nó là gì ấy? Thì anh muốn làm rõ thêm phần này một chút. Vâng. Thì nói về sự ra đời của Bitcoin ấy là cái ông cha đẻ của Bitcoin là Nakamoto Satoshi, là cái ông mà hiện tại là mọi người chưa ai biết được ông ấy là ai. Thì vào năm 2018 thì ông ta có mới tung ra một cái bài báo mà nay gọi là Bitcoin White Paper, tức là ở trong cái bài báo đấy ông giải thích cái ý tưởng của ông về một cái đồng tiền mới, đồng tiền trên internet, gọi là đồng tiền điện tử electronic cash, và để thay thế cái hệ thống tiền tệ hiện tại. Thì cái lý do ra đời của ông theo ông đó là nó ra đời vào đúng cái thời điểm 2008, đó là khi mà thế giới trải qua cái đợt khủng hoảng tài chính nhanh, và trong cái đợt cách mà các chính phủ cứu vãn nền kinh tế đó là in ra thật nhiều tiền. Và cái vấn đề của in ra thật nhiều tiền nó là dẫn đến rằng là lạm phát nó tăng cao, tức là cái đồng tiền mà người dân đang nắm giữ ấy nó sẽ bị mất giá trị. Và theo ông thì cái cách quản lý điều hành kinh tế, điều hành tiền tệ như thế là không được. Và ông đã đưa ra cái ý tưởng của mình là sản sinh ra cái đồng Bitcoin. Thì để nói Bitcoin là gì trong một thời gian ngắn thì nó rất là khó, nhưng mà nó là một dạng tiền số, tức là chúng ta sẽ chỉ có thể giao dịch và trao đổi nó thông qua là máy tính, thông qua là mạng internet. Thì cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đồng Bitcoin là nó có giới hạn về số lượng, tức là đến năm 2140 thì chỉ có 21 triệu đồng sinh ra thôi, tổng cộng chỉ có 21 triệu đồng ở trong lưu thông thôi và sẽ không được sinh ra nữa. Và như lúc nãy Tùng có nói qua là cứ 4 năm một lần thì cái lượng Bitcoin mới sinh ra sau mỗi 10 phút sẽ giảm đi một nửa ấy. Đấy thì là và cái đồng Bitcoin có đặc điểm đó là chúng ta có thể giao dịch xuyên biên giới, tức là không quan trọng là bạn đang ngồi ở đâu hay là như thế nào cả, bạn chỉ cần có một cái thiết bị có thể kết nối được với mạng lưới của Bitcoin là chúng ta có thể thực hiện giao dịch được. Và phí giao dịch thì rất là rẻ nếu như tính so với cái việc mà chuyển tiền xuyên biên giới. Vì chúng ta có thể gửi đi cả 1 tỷ đô, sau 10 phút thì người nhận sẽ nhận được 1 tỷ đô và số phí chúng ta bỏ ra đâu đấy có thể khoảng tầm 10 đô la chẳng hạn, hoặc là thấp hơn. Có những lúc mạng lưới nó đỡ nghẽn, không bị nghẽn thì phí giao dịch nó thấp hơn. Và thêm một cái nữa là mọi cái giao dịch ở trên mạng lưới Bitcoin là minh bạch. Tất cả chúng ta ngồi đây đều có thể kiểm tra được rằng là ví nào đang giao dịch với ví nào và giao dịch bao nhiêu tiền vào thời điểm nào, và tất cả những cái thông tin đấy thì người dùng bình thường cũng hoàn toàn có thể tra soát được, có thể kiểm tra được. Và một cái điểm đặc biệt quan trọng nữa của Bitcoin mà ta cần phải nói đến đó là gì? Đó là nhờ công nghệ blockchain, cho nên là Bitcoin là một cái đồng tiền phi tập trung. Phi tập trung tức là như thế nào? Tức là nó không do một cá nhân hay do một tổ chức nào chịu trách nhiệm quản lý với nó cả, và không bị ai, một cá nhân, một thực thể nào đó là chi phối nó cả. Còn ví dụ như tiền của đồng tiền mà chúng ta đang sử dụng ấy thì phải do chính phủ phát hành, và chính phủ và ngân hàng nhà nước sẽ chịu trách nhiệm quản lý cái việc lưu thông tiền, rồi tỷ giá, rồi điều chỉnh lạm phát, rồi in lên tiền này nọ.
nhưng mà đối với Bitcoin thì tất cả đã được lập trình và nó có ở trong mã lệnh rồi, và bây giờ cái việc vận hành nó là đấy là một đồng tiền của cộng đồng tất cả mọi người, tức là chứ không phải là do một cá nhân nào quản lý cả. Đấy là cái số 4 của ở trên hình của anh Tùng chia sẻ, gọi là decentralized stochastic. Thêm nó và tiếp một cái nữa là vì cái sự phi tập trung đó, vì nhờ công nghệ blockchain cho nên nó loại bỏ không gian. Loại bỏ không gian là sao? Ví dụ tất cả tiền của chúng ta đang sử dụng này thì chúng ta đều cần phải tin tưởng vào một cái bên trung gian thứ ba để họ đảm bảo tính xác thực của đồng tiền đấy. Ví dụ như là chúng ta chuyển khoản ngân hàng thì chúng ta phải tin tưởng vào ngân hàng, chúng ta phải tin tưởng vào là cái chính phủ phát hành ra cái đồng tiền đấy. Một ví dụ như vấn đề nếu như chúng ta đang ở Venezuela chẳng hạn, người dân không tin tưởng vào đồng tiền của chính phủ phát hành, dẫn đến là lạm phát phi mã, dẫn đến là mọi người phải dùng cả xe cút kít để chở tiền đi ăn sáng đấy. Còn đối với Bitcoin thì chúng ta không cần phải tin tưởng vào một người nào cả, chúng ta chỉ cần tin tưởng vào gọi là cái mã lệnh đã được cái mã lệnh của Bitcoin là mã lệnh mở ở trên GitHub, tất cả mọi người đều có thể kiểm tra được, và những cái lập trình viên, những người có hiểu biết về lập trình thì người ta đã kiểm tra và xác thực cái tức là cái Bitcoin nó sẽ hoạt động như cái mã lệnh như thế, như cái ý tưởng thiết kế ra như thế. Còn nói về tức Bitcoin, là anh cho anh hiểu là cái điểm khác biệt cơ bản, tức là theo anh hiểu là cái tiền mà mình để ở, tại vì anh thấy tiền ở trên để trên tài khoản ngân hàng ấy, thì anh cũng cũng mở điện thoại ra kiểm tra thì cũng thấy con số thôi, tức là nó anh cũng không phải là cầm được tiền thực ấy, hoặc là tiền để trên tài khoản chứng khoán ấy, thì cũng là một dùng điện thoại check ra thôi. Mà nếu mà anh dùng Bitcoin này, thì anh cũng mở điện thoại ra để anh check thì thấy cái số dư nó như thế thôi, tức là anh chưa hình dung được là cái sự khác nhau giữa hai cái đấy nó như nào. Cái sự khác nhau vâng. Đúng rồi, đối với người dùng bình thường thì người ta chẳng quan tâm gọi là decentralized là gì, blockchain là gì cả, tôi chỉ quan tâm là tiền của tôi trên điện thoại, và xong đấy là tôi mở ra thì tôi thấy tiền của tôi trên điện thoại, đúng không anh Tùng? Thì vấn đề là đối với tài khoản ngân hàng của anh thì em xin hỏi anh rằng là ngân hàng, giả sử những ngân hàng bị hack đúng không, thì số tiền của anh có bị mất không? Giả sử những ngân hàng Bitcoin anh thấy cũng bị hack mà đúng không, cũng có trường hợp Bitcoin bị hack không? Bitcoin chưa bị hack bao giờ nha anh nhé. Đấy là cái thứ nhất là gì, giả sử như là ngân hàng mà bị hack và tất cả các cái thông tin trên hệ thống máy chủ của ngân hàng đều bị hack và mất hết số liệu, thì có phải là hàng nghìn khách hàng, hàng triệu khách hàng của ngân hàng đấy, tất cả cái số liệu về thông tin tài khoản họ đều biến mất không ạ? Và như thế là mất tiền một cách rất là dễ, đúng không ạ? Tiếp vào cái thứ hai, giả sử như là họ không bị hack nhưng mà cái ông nào đấy ở trong ngân hàng bằng một cách nào đấy ông ấy điều chỉnh số liệu, đáng ra là anh Tùng có 1 tỷ nhưng mà điều chỉnh rồi chỉ còn 500 triệu thôi, hoặc là giả mạo anh Tùng và rút mất tiền của anh Tùng đi. Chúng ta xem trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ thấy có một số vụ ở các ngân hàng mà có một số nhân viên đã lấy tiền của khách hàng đấy anh. Chúng ta chắc là vẫn nhớ về những cái vụ đấy đúng không ạ? Tức là em cho rằng là Bitcoin là đáng tin cậy hơn so với cả các cái ví dụ đấy hả? So với cả tiền truyền thống không, hả? Em không nói rằng là nó đáng tin cậy hơn, mà bản chất của Bitcoin không cần tin cậy nữa, nhưng mà ý em đang nói về cái ví dụ rằng là gì? Tiền của anh để trong ngân hàng ấy là không phải là do anh là người quản lý trực tiếp. Không phải là do anh là người, tức là mình phải tin vào một bên thứ ba nào đấy đúng không? Có thể là bên bên ngân hàng này, bên hoặc là ngân hàng nhà nước này, hoặc ngân hàng thương mại này đúng không? Tức là mình phải tin vào sự chính trực của cái ông trung gian đấy, tin vào sự chính trực của cái ông ngân hàng đấy rằng là nó sẽ không xin lỗi mọi người từ nó, tức là cái ông ngân hàng đấy sẽ không làm sai được cái số liệu của mình, cái ông ngân hàng đấy sẽ không rút tiền tiết kiệm của mình trong tài khoản ngân hàng của mình để đi tiêu và sau đấy tức là giả mạo mình. Nhưng còn đối với Bitcoin thì chỉ có một người duy nhất, tức là chỉ có một người là nắm giữ cái chìa khóa bí mật, là người có quyền, là người duy nhất có quyền định đoạt đến cái số tiền Bitcoin của mình. Trong Bitcoin sẽ có một khái niệm là khóa công khai và khóa bí mật. Thì cái khóa công khai ấy, là nó giống kiểu địa chỉ email của mình ấy, là cái địa chỉ mà mình đưa cho người khác để người ta gửi tiền
vào ví của mình có cái khóa bí mật, là nó giống kiểu cái chìa khóa két của nhà mình ấy. Khi nào mình muốn lấy tiền tiêu ấy, thì mình phải dùng cái chìa khóa bí mật đấy để mình mở cái ví của mình ra và mình tiêu bao nhiêu Bitcoin đấy là quyền của mình. Và cái người duy nhất có quyền quyết định đến, gọi là có quyền định đoạt đến số Bitcoin đấy là cái người nắm giữ cái chìa khóa bí mật đấy. Và cái chìa khóa bí mật đấy là một chìa khóa rất là dài, rất là khó nhớ. Ok. Tóm lại là cái, tóm lại theo anh hiểu là cái bác Satoshi Nakamoto ấy là người tạo ra Bitcoin thì bác ấy không tin tưởng vào các cái đồng tiền của các ngân hàng trung ương phát hành, có thậm chí là ngay cả đồng đô la, và bác ấy sáng tạo ra một cái đồng tiền Bitcoin mới mà cái thuật toán cơ bản của nó là phi tập trung và đảm bảo được cái sự tin cậy. Thế thì bên cạnh, tức là bên cạnh cái việc các cái đồng tiền số này, thì theo anh biết là đằng sau nó là có các công nghệ blockchain các kiểu ấy, thì bên cạnh cái việc ứng dụng để kiểu như giao dịch mua bán tiền số này, thì cái công nghệ đấy nó còn các ứng dụng nào khác không em? Tại vì anh, theo anh có một cái slide đây, Dũng chuyển cho anh sang cái slide tiếp theo đây. Thì anh thấy có một cái bức ảnh gọi là bức ảnh số đây được bán với giá là 69 triệu đô bởi Christie. Christie là một cái công ty đấu giá rất là nổi tiếng, có lịch sử hơn 250 năm, ở được từ hồi ở bên Anh, tức là lịch sử của công ty này nó còn dài hơn là cái lịch sử của nước Mỹ cơ. Và cái bức ảnh này nó có tên là Everyday the First, tức là 500 ngày đầu tiên ấy. Thì cái này nó có phải là một cái ứng dụng cụ thể của cái công nghệ blockchain đấy không em? Dạ vâng, cái này gọi là slide này nhé. Cái mà anh đang đề cập đến đấy là NFT đấy. Tức là gọi là non-fungible token. Là cái gì? Chúng ta... Cái này gọi là cái gì em? Tức là token không thể thay thế. Chúng ta tưởng tượng như thế này, cái đồng tiền 10.000, em cầm cái đồng tiền 500.000 và anh Sơn có một đồng tiền 500.000, thì hai đồng tiền 500.000 đấy hoàn toàn có giá trị tương đương nhau và có thể thay thế nhau được. Thì đối với Bitcoin cũng thế, giả sử như em có một Bitcoin và anh Sơn có một Bitcoin, thì một Bitcoin của em và một Bitcoin của anh Sơn thì giá trị hoàn toàn ngang nhau và có thể đổi cho nhau được. Tức là fungible, tức là đổi, có thể đổi cho nhau được. Nhưng mà đối với NFT ấy, gọi là non-fungible token, tức là gọi là token không thể thay thế, tức là mỗi token là một cái thực thể nó độc nhất và cái khác không thể thay thế được. Nó ví dụ như kiểu cái chứng minh thư của em ấy, với lại chứng minh thư của anh Sơn ấy, anh Tùng, anh là Sơn Tùng. Anh Sơn Tùng, xin lỗi. Tức là cái chứng minh thư của cái ông Đào Duy Tùng này, cái chứng minh thư của anh Sơn Tùng ấy, thì cả hai cái đều gọi là chứng minh thư. Thì hai cái đấy đều có giá trị là chứng minh thư, được tên gọi là chứng minh thư, nhưng mà nó không thay đổi, không thay thế cho nhau. Tức là cái chứng minh thư của ông Tùng thì chỉ dùng, ông Đào Duy Tùng thì chỉ sử dụng được cho ông Đào Duy Tùng thôi, còn chứng minh thư của anh Sơn Tùng thì chỉ sử dụng cho anh Sơn Tùng thôi. Và cái NFT chỉ là một trong những ứng dụng của công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain, các startup người ta đã gọi là người ta đang cố gắng đưa blockchain vào ứng dụng vào gần như tất cả các cái lĩnh vực ở trong đời sống bình thường của chúng ta hiện tại này. Nhưng mà hiện tại thì mạnh nhất vẫn là đang ở mạng tài chính. Còn nói về NFT thì là hiện tại nó đang được ứng dụng mạnh ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật. Anh thấy cái lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, các thứ đang ứng dụng cái này có vẻ khá là mạnh trong game nữa. Ví dụ như là anh thấy có một cái slide nữa là... Dũng ơi chuyển giúp anh sang cái slide này về... Ok, đây là cái ứng dụng NFT trong lĩnh vực của Hiệp hội Bóng rổ Nhà nghề Mỹ ấy. Thì họ, tức là họ tạo ra, theo anh hiểu là họ tạo ra các cái clip này dựa trên công nghệ blockchain, cái clip đấy là duy nhất, và sau đấy thì bán đấu giá các cái clip thể thao này, và tổng doanh số thực tế trong vòng 6 tháng qua là khoảng tầm 500 triệu đô, tức là đây là tiền thật luôn đấy, thị trường thật và tiền thật luôn. Thì anh thấy cái này khá là thú vị, và đặc biệt là cái thú vị hơn nữa là cái đồng tiền dựa trên cái đồng tiền mà để cái công nghệ NFT này nó hoạt động ấy, thì họ dùng một cái đồng tiền riêng, họ phát hành đồng tiền riêng là cái đồng tiền Flow, nó gọi tên là đồng tiền Flow. Và cái đồng tiền này trong vòng 6 tháng qua thì, anh xin lỗi, là trong vòng 8 tháng, tức là nó ra đời vào khoảng tháng 10, thì cái đồng tiền này nó đã tăng giá 250 lần, tức là trong vòng 8 tháng mà nó tăng giá 250 lần, thì rất là thú vị, tức là thậm chí là so với cả
Bitcoin chẳng hạn thì nó cũng tăng gấp 50 lần Bitcoin. Thì anh thấy cái này quả là thú vị. Dạ dạ. Ừ. Còn cái mà em nói là ứng dụng trong ngành tài chính ấy, thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ có một cái slide về Coinbase. Thì vì anh cũng mới biết được là Coinbase là họ mới niêm yết ở trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ ấy, và mức vốn hóa của công ty này là 85 tỷ đô. Và anh thấy là anh founder này, anh tên là Brian Armstrong, và anh ấy có hai cái khái niệm mà có nói đến hai cái giá trị mà anh thấy khá là tò mò ấy. Là anh nói là cái blockchain này, cái công nghệ này nó hướng tới hai giá trị là cái hệ thống tài chính mở và tự do kinh tế. Thì em có thể kiểu giới thiệu qua về cái Coinbase này nó là cái gì và bình luận một chút về vì sao mà cái công nghệ blockchain này nó lại có thể hướng tới hai cái giá trị kia được không? Dạ vâng, cái Coinbase này là một sàn giao dịch cho phép giao dịch Bitcoin, và cái sàn này là có trụ sở bên bên Mỹ ạ. Đó. Thì hiện tại chúng ta tưởng tượng nó cái quyền lực của Coinbase đối với thị trường là tức là một đồng coin nào đấy mà chỉ cần mà tung ra thông tin là sẽ được niêm yết ở trên sàn Coinbase, là cái đồng đấy nó sẽ tăng phi mã luôn. Và đấy, và thì cái sự kiện IPO của sàn Coinbase ở trên thị trường trên sàn chứng khoán Nasdaq Mỹ là một cái sự kiện rất là lớn đối với thị trường tiền số. Còn nói về cái ý tưởng là kinh tế mở, nền kinh tế tự do, thì nó là hoàn toàn phù hợp với lại là cái ý tưởng ban đầu được sinh ra của đồng Bitcoin. Nó chính là nằm ở trong cái từ decentralized đấy. Thì hiện tại là một trong những cái xu hướng phát triển rất là mạnh đối với thị trường tiền số, đó là DeFi, tức là decentralized financial, tức là tài chính phi tập trung. Tức là chúng ta cũng giống như kiểu mà lúc nãy em vừa nói về cái ý tưởng, cái đặc điểm Bitcoin ấy, tức là Bitcoin được sinh ra và nó không bị chi phối bởi bất kỳ một cá nhân hay là một thực thể đơn lẻ nào đấy, mà nó được trong cái công nghệ Bitcoin, công nghệ blockchain người ta gọi là distributed, tức là sự phân tán cái quyền lực, tức là nó trao quyền cho tất cả mọi người tham gia vào mạng lưới, chứ không bị tập trung quyền lực vào một cái thực thể nào cả, dẫn đến là cái hoạt động kinh tế này, cái sự tiếp cận, cái khả năng tiếp cận của mọi người này, nó sẽ cao hơn. Cái ví dụ rất là đơn giản thôi, là sự luân chuyển giá trị trên quả địa cầu này, trên thế giới này, nó sẽ được diễn ra suôn sẻ hơn này, nhanh chóng hơn này, và rẻ hơn. Nói đơn giản, từ ví dụ đơn giản nhất, đó là chúng ta làm ăn giao dịch gì với cái ông đại diện công ty của anh, có làm ăn giao dịch gì với công ty ở bên nước ngoài, và cái thủ tục thanh toán ấy, chuyển tiền ấy, nó sẽ rất là phức tạp. Trong khi đấy, nếu như mà giả sử như bên đấy Bitcoin cũng được hợp thức hóa rồi, bên mình cũng được hợp thức hóa rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch bằng Bitcoin, giao dịch bằng cái đồng tiền số nào đấy để giảm chi phí, giảm thời gian chờ đợi, và ví dụ như là giảm chi phí thì có thể chi tiết hơn một chút được không em, tức là cụ thể nó sẽ giảm được như thế nào? Ví dụ như em chưa bao giờ chuyển tiền nước ngoài, nhưng mà theo như thông tin em được biết là giả sử như là chuyển tiền bằng Western Union ấy, thì mức phí nó khoảng bao nhiêu nhỉ anh Tùng nhỉ? Chắc là anh sẽ có kinh nghiệm hơn. Hình như là đâu ấy tầm 10% em ạ. Anh tưởng tượng như 10%, tức là giả sử như anh 10% có vẻ như hơi cao ấy nhỉ? Nhưng mà nếu như nó cao như thế thật thì nó khủng khiếp đúng không ạ? Chả lẽ chúng ta chuyển 100 triệu mà mất 10 triệu tiền phí rồi. Anh thấy đứa cháu anh ở bên Anh nó chuyển về Việt Nam là cũng mất tầm 10% mà. Anh giả sử như là chuyển 1 tỷ thì là mất 100 triệu. Đúng rồi đấy. Đâu đâu đấy là tầm 9-10% đấy. 1.000 bảng là mất 90 bảng. Một con số rất là khủng khiếp, nhưng giả sử như em làm hợp đồng làm ăn với một người công ty bên Tây, mà giả sử như khoản thanh toán của em là 5 triệu đô chẳng hạn, thì em hoàn toàn có thể sử dụng mạng lưới Bitcoin để chuyển 5 triệu đô đấy đi. Anh nghĩ là nếu mà dùng mấy cái mạng như kiểu Visa, Mastercard hoặc là Stripe, PayPal thì chắc là nó thấp hơn đâu đấy là tầm 3-5%.
hình như là dùng chai là tầm 2.9% hay sao, hình như 2.9% là thấp nhất rồi. 2.9% giả sử chuyển đến 1 tỷ thì mình trả mất đến những 30 triệu rồi đúng không anh? Ừ. 1 tỷ Việt Nam đồng ấy. Nhưng mà bây giờ em ví dụ giả sử như em muốn chuyển 5 triệu đô chẳng hạn. Mà nếu như em chuyển ở trên mạng lưới của Bitcoin, Bitcoin là một cái mạng đang còn đắt nhá. Có những mạng lưới khác rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà giả sử như em chỉ nói đơn giản đối với Bitcoin thì cái mọi người biết đến nhiều nhất thì chỉ mất khoảng tầm 5 đến 10 đô tiền phí thôi. Và trong vòng 10 phút thì là tiền sẽ trong vòng khoảng tầm 10 phút là tiền sẽ đến. Tức là chi phí thấp hơn và thời gian này nhanh hơn này, đúng không? Dạ vâng, chi phí thấp hơn, thời gian nhanh hơn. Cái này nó làm anh nhớ đến cái câu chuyện mà hồi Internet ngày xưa mới phát triển ấy, thì mạng viễn thông ngày xưa cũng mới phát triển ấy, thì kiểu mình gọi ra nước ngoài ấy, thì chi phí nó rất là cao ấy. Còn bây giờ anh em mình gọi nhau như này, thậm chí là có cả video nữa mà còn miễn phí. Thì kiểu Internet càng phát triển ấy, thì mọi thứ chi phí nó càng thấp xuống, thì chắc là đến cái giai đoạn mà chuyển tiền như này thì trao đổi giá trị này thì chắc chi phí nó cũng phải thấp xuống, thì nó phù hợp với cả xu hướng phát triển. Vì theo anh hiểu là cái web cũ ấy, thì nó là Internet of Information, tức là về thông tin. Và anh Tùng có tin không? Anh Tùng có tin không? Đấy là em đang lấy ví dụ Bitcoin, vì là mọi người biết rõ về Bitcoin. Còn bây giờ em hoàn toàn có thể chuyển tiền cả tỷ đô miễn phí luôn bằng công nghệ blockchain. Anh cũng tìm hiểu có biết điều đó. Không, anh không hiểu đúng không? Tức là bây giờ hiện tại là trên mạng lưới Tron ấy, mạng lưới của đồng Tron ấy, mà nếu chúng ta chuyển đồng USDT ấy, tức là giả sử như em có 1 tỷ USDT nhé, mà em chuyển cho anh Sơn là 1 tỷ USDT thì không mất phí luôn. Không mất phí? Không mất phí, và thời gian đến cực nhanh. Cực nhanh là cụ thể là khoảng bao lâu em? À, nó tính bằng giây đấy. Tính bằng giây? Dạ vâng. Thật không? Anh chưa thử, chưa có một thử để trẻ hóa ra. Vâng, vấn đề là chúng ta phải kiếm ra 1 tỷ đô để thử cái giao dịch đấy. Còn khái niệm về, ok, anh nghĩ là khái niệm về tài chính mở đấy khá là thú vị. Tức là bình thường mình có thể hình dung ở đây là mạng Internet toàn cầu. Nhưng mà hệ thống tài chính của mỗi nước, hệ thống tiền tệ của mỗi nước thì là đóng. Mà trong khi là nền kinh tế toàn cầu thì càng ngày càng kết nối với nhau. Cái công nghệ blockchain này là cái công nghệ mà giúp cho cái việc đấy đến thành hiện thực sớm hơn. Nhưng mà cái khái niệm về tự do kinh tế này thì em có bình luận gì thêm không? Tại vì anh thấy tức là về mặt tự do kinh tế thì rất là quan trọng. Nhìn ví dụ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cùng một đất nước này, cùng một con người, cùng một kiểu như vị trí địa lý ấy, nhưng mà rõ ràng là cái Hàn Quốc thì tự do kinh tế nó tốt hơn, cho nên là nhìn là kiểu tất cả các chi phí kiểu thu nhập bình quân đầu người rồi các cái chỉ số về hạnh phúc vân vân đều cao hơn Triều Tiên rất là nhiều. Thì anh chưa hình dung ra là cái blockchain này nó sẽ tác động đến cái việc tự do kinh tế như thế nào. Tức là ví dụ như là cho người dân Việt Nam mình có thể đầu tư đi khắp nơi à? Hay như nào? Vâng, từ góc nhìn của em ấy, thì cái chữ tự do của em hiểu đó là chính ở việc tự do lưu chuyển giá trị. Tự do lưu chuyển giá trị? Giả sử như là, vâng, giả sử như anh mà chuyển tiền ra nước ngoài ấy, thì có phải là anh, nếu như anh chuyển với một số tiền nào đấy thì anh cần phải khai báo không? Đúng không ạ? Và giả sử như anh muốn làm ăn với nước ngoài mà làm ăn theo hệ thống kinh tế truyền thống bình thường này, anh phải khai báo. Hoặc là giả sử như là anh muốn mang tiền ra đầu tư ở nước ngoài chẳng hạn, thì khi mà đưa tiền ra qua cửa khẩu anh phải khai báo. Giả sử như anh mà mang số tiền nào lớn hơn mức cho phép nào đấy, em kia đi nước ngoài bây giờ cả không biết, nhưng mà anh mà mang số tiền lớn hơn mức nào đấy là anh phải khai báo, hoặc nếu không bị khai báo thì anh sẽ bị bắt. Còn anh mà chuyển tiền bằng hệ thống ngân hàng thì ngân hàng sẽ đặt cái câu hỏi anh chuyển tiền đi đâu, lấy tiền đấy là tiền lấy từ đâu và anh chuyển đi đâu, tại sao anh lại chuyển đi. Nhưng mà đối với lại crypto, đối với blockchain thì chúng ta hoàn toàn có thể luân chuyển giá trị cách tự do. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi đây và đầu tư đến tất cả các cái dự án ở trên thế giới. Là dự án về blockchain ấy, dự án mà áp dụng công nghệ blockchain ở trên thế giới mà không lo về vấn đề pháp lý hay gì cả, không lo về vấn đề là bị một ông nào đó cấm hay là phải xin phép một ai cả. Đấy là chính là cái sự tự do của nó. Tất nhiên là nó sẽ có hai mặt. Những người phản đối sẽ nói rằng là vì cái sự tự do đấy mà sinh ra rằng là Bitcoin được sử dụng để
rửa tiền, để phạm tội này, để rửa tiền này, rồi web đen này. Nhưng mà bản chất rằng là cái gì nó có hai mặt của nó. Một con dao được sinh ra, khi mà chúng ta sử dụng đúng thì nó sẽ sử dụng vào việc gì ạ? Ví dụ như là làm công cụ lao động này, làm thái thức ăn này để có bữa ăn ngon này. Nhưng nếu sử dụng không đúng thì nó sẽ trở thành công cụ giết người. Thì lỗi không phải là tại cái dao, mà lỗi tại là người sử dụng. Nhưng mà ý của em xin được tóm lại, xin được chốt lại ở chỗ là không phải là chốt, mà xin được nhận định lại ý của bản thân. Khi mà nói về tự do kinh tế thì em nghĩ rằng tự do kinh tế nhờ công nghệ blockchain nó là tự do. Bản chất của nó được có được ở đó do sự tự do lưu chuyển giá trị, lưu chuyển tiền tệ nhờ công nghệ blockchain. Anh nghĩ là mình có thể một anh nghĩ là anh có một cái ví dụ ở đây ấy. Thì đây là có cái slide mà hồi năm 2018 cái anh cựu tổng giám đốc của công ty phát triển cái trình duyệt Firefox ấy, anh ra anh lập một công ty mới, lập một trình duyệt mới, nó tên là Bray cho cái công nghệ blockchain này luôn. Thì anh đấy huy động được tầm, anh nhớ là tầm 3, ở đây là có 35 triệu đô này, trong vòng có 30 giây thôi. Thì đây là một cái gì đấy nó, tức là nó khác với cả bình thường rất là nhiều. Tại vì bình thường là kiểu như là muốn huy động vốn, tức là một số cái khó khăn đối với cả một số công ty startup là đầu tiên là huy động vốn này, tìm kiếm khách hàng này, hay là phát triển ra toàn cầu này. Thì anh cảm giác là ba cái điều này anh ấy xử lý trong vòng có 30 giây thôi, thì kiểu như nó là một cái gì đấy nó rất là thay đổi hoàn toàn bức tranh ấy. Thì em có thể giải thích thêm về cái việc này được không? Tại anh còn chưa hình dung ra cái và anh nghĩ là mọi người cũng chưa hiểu hết là cái ICO, cái AICO là cái gì và vì sao anh làm được cái việc này ấy. Vâng, cái ICO là cái viết tắt của Initial Coin Offering. Tức là đối với lại một công ty hoạt động ở truyền thống như chúng ta gọi là IPO đấy, tức là Initial Public Offering, tức là cái sự kiện mà chúng ta sẽ bán cổ phiếu cho đại chúng, đúng không ạ? Thì đối với lĩnh vực coin thì vào năm 2017 là nổi lên cái phong một cái trào lưu, đó là trào lưu ICO. ICO tức là nghĩa là đội ngũ hay một cá nhân nào đó có một cái ý tưởng và muốn phát triển một cái dự án liên quan đến tiền mã hóa, liên quan đến blockchain, đến trên công nghệ blockchain ấy, thì họ cần kêu gọi nhà đầu tư, đúng không ạ? Thế thì theo những cách bình thường thì để kêu gọi đầu tư thì khá phức tạp, nhưng đối với trên lĩnh vực blockchain ấy, thì chúng ta chỉ cần có một ý tưởng này, và sau đó là sử dụng cái blockchain của Ethereum mới để in ra token. Anh Tùng tưởng tượng bây giờ in token rất là dễ nhá, giả sử như muốn in Tùng coin nó rất là dễ, nên lên Google một tẹo là có cách để in ra Tùng coin thôi. Thế thì in ra được đồng coin của cái dự án đấy, và sau đấy rằng là anh ấy đi bán ý tưởng. Có những dự án thì đã phát triển được sản phẩm rồi, nhưng mà rất là nhiều dự án là mới đưa ra được cái ý tưởng thôi. Tức là tôi sẽ xây dựng cái ví dụ tôi sẽ xây dựng một cái dự án để sản xuất cái làm cái này làm cái kia này, và tôi dự định rằng là tháng này sẽ được như làm cái này, tháng kia làm cái kia. Tức là có ý tưởng, có kế hoạch, và sau đấy là anh public lên, có trang web public lên, rồi sau đấy là tung lên các cái phương tiện truyền thông, ví dụ như là lên Facebook, rồi lên Twitter, rồi lên Telegram để kêu gọi người dùng. Và sau đấy là anh em người dùng sẽ đọc về dự án đấy, và bằng kinh nghiệm cá nhân của từng người, hoặc là có những tổ chức đầu tư ví dụ như là A16Z chẳng hạn, họ cũng sẽ tìm hiểu xem thử là đội ngũ đấy có ăn thua không, ý tưởng đấy có tiềm năng không, và mọi người bỏ tiền vào. Tức là lúc này thì mọi người sẽ nộp vào đồng Ethereum chẳng hạn, và nhận được một lượng token nào đấy. Và tức là đây nó gần như là một dạng, tức là cái coin này lúc đấy nó sẽ gần như là một dạng cổ phần trong doanh nghiệp phải không em? Nó không hẳn là như thế anh ạ. Không hẳn à? Nó không hẳn được gọi là thế hiện tại là cái luật pháp, tức là hiện tại luật pháp nó còn chưa có cái luật pháp nào nó regulate, gọi tức là gọi gì à? Điều chỉnh cái coin này nó phân loại nó là cái gì, đúng không? Dạ vâng. Thì thực ra là cái chỗ này lại nói ra hơi sâu một chút. Thực ra là về cái token có nhiều loại token, hoặc có token gọi là utility token và cái security token. Thì utility token tức là gọi là token hữu dụng thôi.
được sinh ra để trong cái hệ sinh thái nào đấy để nó được thiết kế để đáp gọi là để thực hiện cái nhiệm vụ liên lưu chuyển giá trị ở trong cái hệ sinh thái đấy thôi. Còn nếu như mà security token ấy, thì nó mới là đại diện cho cổ phần của cái dự án đó. Thì đa phần các cái token ở trên thị trường ICO năm 2017-2018 thì đều là utility token, tức là nó không đại diện cho cổ phần, nhưng mà đương nhiên là người nắm token đấy sẽ được hưởng những cái lợi ích nhất định tùy theo dự án nó thiết kế. Nhưng mà như anh Tùng có nói là luật pháp chưa điều chỉnh, và đặc biệt nếu như ở Mỹ nhé, cái hoạt động phát hành token này bị quản lý rất là chặt. Vì nếu như ông nào vô tình mà phát hành token nhưng mà nó lại có tính, tức là người ta sẽ có bài test ấy, và người ta test ra đấy là cái token của anh là nó đảm nhiệm chức năng giống kiểu mà cổ phiếu ấy, thì nó sẽ bị cơ quan quản lý gì của SEC, SEC. À, SEC. Oh, sorry, đấy, quên mất. Nó sẽ bị SEC tuyết coi ngay. Dạ vâng. Ok, thế thì mình anh nghĩ là cái đấy là một cái chủ đề thú vị mà chắc là sẽ phải dành một buổi sau đào sâu tiếp, tại vì anh cảm giác như là cái mô hình nó gần như nó phát minh ra một cái mô hình công ty, một cái loại anh chưa biết gọi tên nó, cái loại coin này chưa biết gọi tên nó là cổ phiếu hay là trái phiếu hay là một cái loại tài sản gì đấy nó khác ấy, nhưng mà cảm giác nó là một cái mô hình mới. Tại vì cái mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần thì nó chỉ phổ biến từ thế kỷ thứ 19 ấy ở Mỹ ấy. Yeah. Nhưng mà yeah, bây giờ cái mô hình này cảm giác nó là một cái gần như nó là một cái mô hình công ty mới đấy, chứ không hẳn là chỉ là công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn như ngày xưa. Thì ok, anh nghĩ là cái đấy mình sẽ đào sâu trong một cái buổi khác. Quay trở lại cái chủ đề mà tài chính phi tập trung ấy, thì anh có cái slide ở đây là có, theo anh biết thì trong cái lĩnh vực mà tài chính phi tập trung này, DeFi này, thì có một số công ty mà khá nổi tiếng là, đây anh có slide ở đây là Uniswap và Pancakeswap à. Đấy. Dạ vâng. Thì cái thằng Uniswap thì hiện tại là đang có vốn hóa là tầm 23 tỷ đô. Còn cái đồng thằng PancakeSwap thì đang có vốn hóa là 5,3 tỷ đô. Thực ra anh cũng chưa biết là hai cái thằng này nó làm cái gì đâu, thì em có thể giới thiệu thêm qua về hai thằng này để từ đấy mình hiểu thêm về cái khái niệm gọi là tài chính phi tập trung nữa. Dạ vâng. Đầu tiên chúng ta nói Decentralized Finance, tức là DeFi, tài chính phi tập trung. Cái chữ phi tập trung ở đây nói đi nói lại đó, chứ là nó không bị một cá nhân nào hay là một tổ chức nào chịu trách nhiệm như kiểu một nút thắt để mà vận hành cả một cái hệ thống cả. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Bitcoin là phi tập trung, đúng không ạ? Ethereum là phi tập trung, các đồng crypto được phát hành trên blockchain là phi tập trung. Nhưng mà lâu nay ấy, để mà mua bán nó ấy, thì chúng ta lại phải dựa vào những sàn tập trung. Tức là như thế nào? Ví dụ như trên sàn Binance chẳng hạn. Sàn Binance là hiện tại là sàn giao dịch lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch ấy. Thì là chúng ta có phải là giả sử chúng ta muốn bán đồng Bitcoin ra đồng USDT ở trên sàn Binance, thì chúng ta phải nạp Bitcoin của mình lên sàn Binance. Thì bản chất của cái việc nạp đấy, tức là chúng ta đã trao quyền kiểm soát Bitcoin của mình cho cái ông Binance rồi. Và cái ông Binance, nếu như không may ông Binance mà bị hack ấy, thì chúng ta sẽ bị mất tiền. À đấy, nhưng mà vì thế cho nên nó sản sinh ra là một cái hệ thống gọi là sàn giao dịch phi tập trung. Thì ở đây là hai sàn giao dịch hiện tại đang rất là nổi, đó là Uniswap và PancakeSwap. Ngoài ra còn có SushiSwap, rất là nhiều sàn swap nữa. Thì bản chất là như thế này, là chúng ta giao dịch với những cái, khi sử dụng những cái sàn này để giao dịch ấy, là người dùng sẽ giao dịch, tức là người dùng chúng ta chỉ cần kết nối ví của mình và giao dịch, chứ không cần phải nộp tiền, nạp tiền của mình vào sàn để giao dịch. Nó sẽ loại bỏ được những cái rủi ro là chúng ta phải đưa tiền của mình cho một người khác cầm nắm và giao dịch. Thế thì hai cái này chỉ là hai cái cửa ngõ đầu tiên ở trong cái gọi là tài chính phi tập trung thôi. Trong chúng ta tưởng tượng như tài chính phi tập trung, cái mục đích tối hậu của tài chính phi tập trung nó là chuyển những cái gì trong tài chính truyền thống chúng ta đang làm ấy này,
lên tài chính phi tập trung. Ví dụ như Bitcoin nó sinh ra là để đảm nhận cái chức năng lưu chuyển, giá trị lưu chuyển tiền tệ. Rồi, thì chúng ta sẽ không nói rồi, nhưng mà ví dụ như là chúng ta có thể vay mượn này. Chúng ta tưởng tượng như bây giờ chúng ta cần vốn để làm ăn gì đấy, thì chúng ta có thể thế chấp cái sổ đỏ của mình và chúng ta vay được một lượng tiền, đúng không ạ? Thế thì bây giờ giả sử như là anh Tùng đang có 5 Bitcoin, nhưng mà anh không muốn bán số Bitcoin đấy, nhưng mà anh muốn rằng là sử dụng cái số Bitcoin đấy để đi thế chấp và vay ra được khoảng tầm là 100.000 đô chẳng hạn, để anh đi đi giao dịch, đi làm ăn chẳng hạn. Tức là dùng đồng coin đấy để thế chấp. Vâng, đúng rồi, anh sẽ dùng 5 Bitcoin đấy để thế chấp. Giả sử như anh vay 100.000 đô chẳng hạn, anh có thể bán 100.000 đô đấy đi để anh lấy vốn để làm ăn, hoặc là anh dùng 100.000 đô đấy để anh lên thị trường, anh đi giao dịch để anh kiếm lãi. Mà 5 Bitcoin đấy của anh cũng bị mất đi. Đương nhiên là khi mà anh vay mượn như thế thì anh phải trả một khoản lãi, đúng không ạ? Đấy, thì thị trường tài chính phi tập trung cho phép chúng ta có thể vay mượn đây này. Đấy. Mà không thông qua ở bên trung gian nào cả, tức là không có một cái ngân hàng hay là một cái tổ chức trung gian nào cả, mà hai bên sẽ là vay mượn trực tiếp với nhau. Cũng có thể gọi là vay mượn trực tiếp với nhau, nhưng mà bản chất là như thế này, những người cho vay đấy, tức là những cái giao được sinh ra cho lĩnh vực vay và cho vay thì có bao chẳng hạn. Chúng ta những người mà gọi là có tiền nhàn rỗi, có tiền dư ấy, không dùng đến, thì sẽ bỏ tiền vào một cái smart contract, bỏ tiền vào một cái pool, tức là một cái bể. Chúng ta tưởng tượng như kiểu mà có một cái quỹ ấy, mọi người sẽ bỏ tiền vào đấy. Mà ai quản lý cái bể đấy em? Ai quản lý cái pool đấy? Không ai quản lý cái pool đấy anh ạ. Không ai quản lý cả. Cái pool đấy sẽ được quản lý bằng một cái hợp đồng thông minh. Và cái hợp đồng thông minh đấy thì là ai cũng có thể đọc được mã lệnh của nó. Tức là một cái chương trình chạy tự động. Đúng rồi, một cái chương trình chạy tự động, bản chất là nó như thế. Và cái mã lệnh, cái mã nguồn của chương trình tự động chạy tự động đấy là open source trên GitHub, và mọi lập trình viên, mọi người đều có thể nhìn lên đấy được để biết rằng là nó có thiết kế ra để lừa người dùng hay không, nó có thiết kế ra để làm nó có an toàn hay không, nó có đảm nhận được chức năng như nó nói hay không. Đấy, thế thì nó tưởng tượng như là có những cái bể như thế, và những người không dùng đến tiền thì sẽ bỏ tiền vào đấy để nhận một cái lãi suất nào đấy, và những người mà cần dùng tiền thì vào đấy vay cái tiền đấy để đi sử dụng, và để đi vay được thì anh trước khi để vay được thì anh phải bỏ cái tài sản thế chấp của anh vào một cái bể khác, và anh lấy cái sự bằng cái sự thế chấp đó anh sẽ lấy được cái tiền để đi sử dụng cho việc khác của mình. Cái tỷ lệ thế chấp đấy là bao nhiêu em? Năm, tức là ví dụ như là anh có 10 đồng thì anh thế chấp 10 đồng để anh vay được 5 đồng khác hay là như nào? Hay là 70, ví dụ như là ngân hàng thì thường cho vay 70% ấy thì anh. Cái đấy tùy từng giao thức anh nhé. À tùy à, tức là như kiểu là tùy từng chỗ. Dạ vâng. Ok. Thế anh quay lại câu hỏi một chút là cả so sánh cái Uniswap này với cả PancakeSwap này, ok thì nó là cái gọi là coi là một sàn giao dịch phi tập trung. Thì ví dụ như là để đánh giá hai cái đồng coin này đồng nào tiềm năng hơn thì em có comment gì không? Thực ra là cả hai đồng đều rất là tiềm năng, nhưng mà em là em hiện tại thì em đánh giá cao cái đồng Uniswap vì là Uniswap được xây dựng ở trên Ethereum, và Ethereum là hiện tại là có hệ sinh thái là lớn nhất ở trong thị trường tiền số. Nhưng mà nói về PancakeSwap ấy là người đi sau, nhưng nó lại được chống lưng một cái blockchain mới của do Binance đứng sau, cái sàn giao dịch lớn nhất thế giới đấy. Cho nên là cái tốc độ giao dịch ở trên Pancake là nhanh hơn này, phí giao dịch thì rẻ hơn rất là nhiều này. Anh tưởng tượng có những người giao dịch ở trên Ethereum trong những ngày qua ấy, có lúc phải trả đến 500 đô, 200 đô cho một giao dịch, nhưng mà giao dịch ở trên PancakeSwap thì chỉ cần trả tầm 0,5 đô cho một giao dịch thôi, và giao dịch được diễn ra rất là nhanh đó. Nhưng mà cái hệ sinh thái ở trên Binance Smart Chain ấy, một cái blockchain của do Binance đứng sau ấy, thì nó đang còn nhỏ hơn. Cho nên là nếu như giả sử như tháng 7 sắp tới đây mà Ethereum giải quyết được vấn đề về tốc độ giao dịch ấy, thì cái Uniswap bùng nổ, khả năng bùng nổ sẽ trở lại bùng nổ.
nhưng mà trong thời tức gian là, vừa qua thì... Ok, tức là như vậy là Uniswap là có lợi thế về hệ sinh thái, còn Pancake là có lợi thế về tốc độ, nhưng mà cái lợi thế về tốc độ đấy thì có thể là thằng Uniswap này nó có thể là đuổi kịp khi mà cái nền tảng Ethereum bên dưới nó được nâng cấp tốc độ. Dạ vâng, có thể là những ok, thế nếu mà chọn một trong hai đi, thì em chỉ một trong hai thì em sẽ chọn đồng nào? À, hiện tại thì em đang sử dụng PancakeSwap. À, ok, một em. Yeah. Tại vì có một điều như thế này, các tưởng tượng rằng là hiện tại là vốn hóa của Uniswap đang gấp khoảng tầm gần 5 lần vốn hóa của PancakeSwap. Ok. Trong khi đó, tổng giá trị được khóa ở trên PancakeSwap đang lớn hơn tổng giá trị được khóa ở trên Uniswap. Cái khi mà nói về DeFi, chúng ta phải nói đến khái niệm tổng vốn hóa được khóa, tổng giá trị được khóa, gọi là TVL ấy. Tức là để cho những cái sàn như Uniswap hay PancakeSwap được hoạt động ấy, thì sẽ có những người là có tiền nhưng họ không giao dịch, nhưng họ bỏ vào đấy để cho người khác, tự bỏ vào những cái bể trên PancakeSwap hoặc cái bể trên Uniswap để người khác nhảy vào đấy để giao dịch ấy. Em nói ví dụ đơn giản như thế này, giả sử như là anh Tùng có BTC, Bitcoin, có Bitcoin, và anh muốn giao dịch ra đồng USDT, nhưng mà anh không muốn lên sàn Binance để giao dịch, vì sàn Binance là sàn tập trung rồi, là anh phải nộp tiền vào đấy, là có nguy cơ bị sàn bị hack hay là như nào đấy. Bây giờ anh lên Uniswap hoặc lên là PancakeSwap để anh giao dịch, thì để anh có thể giao dịch được thì rõ ràng là phải có sẵn những cái bể bao gồm cả Bitcoin và cả USDT đến đấy. Nếu như mà anh bỏ Bitcoin vào để lấy USDT, nếu như anh muốn bán Bitcoin để lấy USDT thì anh bỏ Bitcoin vào bể đấy và lấy USDT đi, và ngược lại, tức là sẽ luôn luôn có những người gọi là cung cấp thanh khoản đấy, tức là những người mà có cả BTC và cả USDT và họ không có nhu cầu giao dịch, họ sẽ bỏ vào đấy và họ sẽ được hưởng phí giao dịch, vì cứ mỗi lần anh Tùng giao dịch thì anh Tùng phải trả phí, và cái phí đấy sẽ chia đều cho những người mà bỏ cả BTC và USDT vào những cái bể để cho người dùng khác giao dịch. Ok, cảm ơn em. Chỗ này nói hơi sâu về công nghệ rồi, em sợ là đối với người mới sẽ hơi là khó hiểu, vì thực sự là đây là một cái mảng khá là lớn rồi. Anh nghĩ là mình có thể, tại vì em nói cũng nói sâu ấy, thì anh nghĩ là anh sẽ có một cái hình này để chuyển slide sang cái hình đây là hệ sinh thái blockchain mà có đưa ra các cái tầng ấy, tầng 0, tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đấy, thì chắc là mình nói trên cái tầng này thì có lẽ là nó sẽ dễ hiểu hơn cho anh. Dạ vâng. Em có gì đấy? Thật ra chỉ nói rất thoảng tâm, nói là Bitcoin, ta sẽ nói Bitcoin ra đời ấy, thì Bitcoin chỉ đảm nhiệm một việc rất là đơn giản để sử dụng để lưu chuyển giá trị thôi. Nhưng mà kể từ khi Ethereum ra đời ấy, là cái đồng Ethereum là có một cái chức năng nó gọi là tạo ra các smart contract. Tức là với cái smart contract đấy thì các cái dự án có thể xây dựng các cái ứng dụng ở trên đó. Đây, bây giờ cái hình này mới hiện lên đấy. Cái tầng thứ nhất đó là hardware và networking. Tầng 0 và tầng protocol là hardware và networking. Đúng rồi. Đó, rồi tầng 1 là consensus. Rồi tầng 1.5 là compute. Tầng 2 là smart contract, tầng 3 là client và user interface. Thì chúng ta tưởng tượng như này. Chúng ta có thể gộp lại thôi. Tức là em có thể gộp lại đó là gọi là cái protocol. Protocol thì chúng ta tưởng tượng như kiểu mà thằng Ethereum ấy, nó sẽ tạo ra một cái nền tảng để trên cái protocol đấy là có thể vận hành được các smart contract. Và sau đó thì các cái ứng dụng ví dụ như là Uniswap hay là PancakeSwap này đấy, gọi là các cái ứng dụng, thì các cái ứng dụng này họ sẽ tạo ra các smart contract để chạy trên các cái nền tảng protocol đó để thực hiện một cái số chức năng nào đấy. Và sau đó đến cái layer đến cái tầng mà người dùng ấy, thì các cái smart contract của ông Pancake hoặc Uniswap ấy mà muốn cho người dùng có thể sử dụng được ấy, thì họ phải có các cái gọi là interface, tức là giao diện người dùng. Nghĩa là cái nó y như là trang web hay là cái ứng dụng cái giao diện ứng dụng ở trên điện thoại của chúng ta đấy.
thế thì người dùng là người cuối cùng ở tầng cuối cùng sẽ tương tác trực tiếp với smart contract thông qua các cái ứng dụng đấy, thông qua cái giao diện người dùng đấy. Và thì như vậy là mình có thể hiểu là Ethereum là ở tầng 1 này, còn mấy cái mà anh em mình vừa nói là smart Uniswap và PancakeSwap là tầng 2 và tầng 3, đúng không? Ethereum sẽ là nằm ở nó không phải là hardware mà nó sẽ là network này, consensus và compute. Và còn smart contract là của những cái ông Uniswap hay PancakeSwap, những ông ấy sẽ xây lên. Còn thì... những người dùng của chúng ta là chúng ta sẽ tương tác với cái smart contract đấy để thực hiện cái mục đích của mình, ví dụ là bán 5 Bitcoin để lấy 250.000 USD kiểu như thế. Như vậy thì mình vừa nãy có so sánh cái hai cái ứng dụng ở trên tầng trên ấy, tầng 2 và tầng 3 ấy, thì anh nghĩ là mình cũng sẽ so sánh một cái ở dưới tầng 1 này. Bây giờ anh nghĩ là anh có slide ở đây là có so sánh Ethereum và Solana là hai cái giao thức ở tầng 1 ấy. Slide ở đây thì anh vẫn để là Polkadot, nhưng mà ở đây là Ethereum và Solana, thì em có thể so sánh hai cái này để mọi người hiểu thêm về cái ở tầng 1, và có thể từ đấy là xem là cái đồng coin nào nó có nhiều tiềm năng hơn không? Yeah. Khi so sánh ở hai cái ở cái tầng 1 này, Ethereum và Solana này, thì mọi người lúc nãy em có nói đến là dạo này là Ethereum rất là hay bị nghẽn mạng đấy, đúng không ạ? Và phí giao dịch rất là cao. Một giao dịch của Ethereum có thể lên đến là cả mấy trăm đô cho tiền phí cho một giao dịch. Trong khi đó, đối với những cái blockchain thế hệ sau, những cái protocol thế hệ sau, đặc biệt là như cái ông Solana này chẳng hạn, thì nó sẽ có rất là nhiều thứ ưu việt hơn. Một số con số thì mọi người có thể thấy là, ví dụ như là trong một giây ấy, thì trên mạng lưới Ethereum ấy, thì có đâu đấy tối đa chỉ thực hiện 50 giao dịch thôi. Nhưng mà đối với ông Solana đấy, cái blockchain Solana đấy, trong một giây đấy, có thể giao dịch được đến là 65.000 giao dịch. 65.000 giao dịch so với lại là 50 giao dịch của Ethereum trong vòng một giây. Thế là gấp bao nhiêu lần? Kinh nhỉ? Gấp rất là nhiều lần, em chưa kịp chia nữa anh ạ. 120 lần đấy. 65.000 chia cho 50. Khoảng một... xem nào. 1.500 lần. Tức là như vậy thì đồng Solana này nó có tiềm năng hơn là đồng Ethereum mà. Anh cho phép em nói tiếp đã. Kết luận thế thì hơi vội. Còn phí giao dịch ở trên Ethereum ấy, những ngày vừa rồi có thể có lúc lên đến 200 đô la hoặc là 50-70 đô la một giao dịch, nhưng đối với Solana chỉ có 0.0002 đô la cho một giao dịch. Tức là gì ạ? Tốc độ giao dịch nhanh hơn này, phí rẻ hơn này. Cái này ở trong công nghệ blockchain người ta gọi là, đối với tốc độ giao dịch nhanh người ta gọi là khả năng mở rộng đấy. Thế thì tốc độ giao dịch nhanh hơn này và phí thì rẻ hơn này, tức là nó ưu việt hơn rất là nhiều so với lại là Ethereum xét ở mặt này. Tuy nhiên nói về tiềm năng thì đầu tiên chúng ta phải nói về lợi thế cạnh tranh của cái ông Ethereum đã. Đó, tức là bây giờ giả sử như là cứ 10 ứng dụng được ra đời ấy, 10 ứng dụng được ra đời ấy, thì có 9 ứng dụng được xây dựng ở trên Ethereum. Tức là hệ sinh thái của Ethereum nó rất là lớn rồi. Còn những cái người đi sau ấy, mặc dù là công nghệ cải tiến hơn nhưng mà cái hệ sinh thái thì chưa mở rộng. Và trong tương lai thì hy vọng rằng là đối với Ethereum hiện tại đang thực hiện cái việc là nâng cấp lên Ethereum 2.0. Cho nên là nó có thể sẽ khắc phục được những cái vấn đề nhược điểm hiện tại. Tức là khá giống với câu chuyện của Uniswap và PancakeSwap đúng không? Một thằng là có lợi thế về hệ sinh thái, một thằng là có lợi thế về tốc độ và chi phí đúng không? Nhưng mà cái thằng mà có lợi thế về hệ sinh thái đấy thì nó cũng có khả năng nâng cấp tốc độ lên trong thời gian tới. Cho nên là vẫn chưa biết là bên nào sẽ hơn bên nào đúng không? Dạ, cho nên em nghĩ là cả hai. Ok, anh nghĩ là sẽ chuyển sang phần cuối đấy. Thì anh thấy có một cái khái niệm nó khá là hay là kiểu cái địa chỉ ví điện tử ấy ở trên tiền số này, thì nó giống như là theo anh hình dung thì bình thường mình gửi địa chỉ tài khoản cho mình cho người bên khác ấy,
thì rất là khó để gửi theo cái dạng như kiểu là 0.66 này, bao nhiêu 159 này như vậy, thì nó rất là khó nhìn, nó không kiểu nó không, con người không đọc được cái, không nhớ được những số này ấy. Thì nó có một cái nó gọi là INS, tức là chuyển cái dãy số này thành những cái địa chỉ nó dễ nhìn, ví dụ như là ngocchinh.eth này chẳng hạn. Thì cái này liệu nó có khả năng tiềm năng giống như kiểu là nó thành một cái số điện thoại, số đẹp, số tứ quý các thứ không? Thì nếu ví dụ như là giả sử như là mình mua những cái số đẹp ở trên đây ấy, thì sau này bán lại chẳng hạn, thì đây, liệu đây có phải là một cơ hội đầu tư không em? Đối với ở trong thị trường tiền số mấy năm rồi thì đối với em có một cái, có một cái gọi chân lý, phải một cái phương châm, chuyện gì cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu như ở ngoài đời chúng ta bán sim số đẹp, ở ngoài đời chúng ta bán tên miền đẹp, đúng không ạ? Chúng ta có cả một nền kinh tế về tên miền mà anh Tùng, mọi người. Đó, thế thì cái chuyện mà một cái địa chỉ ví, đặt tên một cái địa chỉ ví nào đấy theo một cái tên nào đấy và sử dụng nó như kiểu một địa chỉ ví độc nhất và đẹp để đi bán, hoàn toàn có thể xảy ra. Cái này có thể làm được bằng công nghệ NFT đấy. Nhưng tóm lại là anh, tóm lại em thấy là nếu là em thì em có đầu tư không? Ví dụ em có em thể phải chọn... tìm hiểu kỹ ra anh ạ. Okay. Khi mà anh nói về cái này, khi mà anh đặt câu hỏi về cái này và khi mà anh nói về cái này thì em hiểu rằng là hoàn toàn cái chuyện đấy hoàn toàn có thể diễn ra. Nhưng mà để mà đầu tư vào một cái cơ hội nào đấy thì em phải nghiên cứu kỹ. Vì phương châm đầu tư của em khi bỏ tiền vào các dự án thì em phải hiểu rõ về dự án đấy. Còn bây giờ mà nói một cách nhanh chóng như này thì em không đưa ra kết luận được. Ok. Thế bây giờ anh nghĩ là mình sẽ chuyển sang phần câu hỏi của khán giả nhé. Tại vì hôm nay cũng hơi trục trặc kỹ thuật một chút, nhưng mà khán giả cũng rất là nhiệt tình, đặt rất là nhiều câu hỏi ấy. Dạ. Ở đây ví dụ như là câu hỏi của bác Võ An là xin hỏi là đầu tư Bitcoin và đào Bitcoin thì khác nhau như thế nào? Nhà đầu tư mới của VNRX nên tham gia vào lĩnh vực nào? VNRX có hỗ trợ không? Thì anh xin phép trả lời hai câu hỏi sau nhé. Là phần đây là cái chương trình này là chương trình tìm hiểu ban đầu về Bitcoin thôi và tiền số nói chung hoặc công nghệ blockchain nói chung. Thì VNRX chưa có hỗ trợ hoặc tư vấn nhà đầu tư tham gia vào thị trường này. Thì đây là những cái bước đầu tiên để chúng ta, tại vì đây là một thị trường rất là mới, chúng ta cùng tìm hiểu về cái thị trường này. Thì bây giờ nhờ Tùng trả lời cái câu hỏi số đầu của bác Võ An là đầu tư Bitcoin và đào Bitcoin thì khác nhau như thế nào? Thì đầu tiên là phải điều chỉnh chữ đầu tư một tí. Không biết là chúng ta có đang đầu tư, không biết là những người tham gia tiền số hiện tại có đang đầu tư không, thì em nghĩ đa phần mọi người đang đầu cơ. Đầu cơ. Chúng ta mua đất nền và cứ để yên đấy và sau đấy là chờ nó tăng giá. Đấy, nói thật, đa phần người dùng mà tham gia thị trường Bitcoin đang là như thế. Tức là giữa đầu cơ Bitcoin và đào Bitcoin thì nên lựa chọn nó khác nhau như thế nào? Câu hỏi như là như thế đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thế thì nó là như thế này. Đây, đang nói về câu chuyện bất động sản thì nói luôn. Đầu tư Bitcoin thì đơn giản là chúng ta thấy rằng là tiềm năng tăng giá của Bitcoin, cho nên chúng ta thôi thì thửa cho mình một miếng đất, thì giống kiểu đây là chúng ta cứ có tiền nhàn rỗi thì chúng ta bỏ vào mua đi một ít Bitcoin và giữ đấy chờ nó tăng giá để bán để kiếm lời. Thì đấy là cách kiếm lời đơn giản, không phải đơn giản nhất, không phải đơn giản nhưng cách kiếm lời phổ biến ở Bitcoin. Và đó là gì? Đầu cơ Bitcoin tức là gì? Tôi cảm nhận là Bitcoin nó sẽ tăng giá, và theo như tôi tin tưởng công nghệ Bitcoin này, và 5-10 năm nữa thậm chí nhiều người cứ hô hét rằng có thể lên đến triệu đô, nhưng bản thân Tùng cũng tin có khả năng đấy thật. Và bây giờ nó mới có 50.000 đô rồi, thậm chí ít hôm có một vài tin nó sập xuống 40.000 đô, 30.000 đô thì thôi mua đi một ít. Thưa các bạn đầu tư là đào đối với Bitcoin là cầm và nắm giữ, còn đào Bitcoin thì là như nào? Đào Bitcoin thì giống kiểu mà chúng ta tưởng tượng như kiểu mà bây giờ ở chúng ta đang có biển này, và chúng ta dùng cái nguồn lực của mình là thuê xe tải rồi chở đất và đổ biển đấy ra, đổ nới nó biển ra và trở thành có một miếng đất 100m², 200m² và mình sở hữu nó. Thì đào Bitcoin ở đây là như thế nào? Thì Bitcoin hiện tại nó đang được sinh ra, cứ 10 phút sẽ sinh ra 6,5 đồng Bitcoin mới. Thì cái việc
6,5 đồng Bitcoin mới đấy sinh ra sẽ thuộc về phần ai? Thì chúng ta tưởng tượng là tất cả các cái giao dịch ở trên mạng lưới Bitcoin này, này mà muốn được ghi lên blockchain đấy thì phải có một cái đội ngũ gọi là đội ngũ thợ đào, họ sẽ chạy, họ sẽ dùng phần mềm máy tính với phần cứng mạnh, tức là có cái khả năng tính toán mạnh ấy, để mà chạy đua với nhau để giải cái bài toán. Tức là có hàng nghìn thợ đào ở trên thế giới sẽ chạy đua với nhau để giải cái bài toán để xem được ông nào có quyền ghi. Cứ 10 phút thì sẽ có khoảng mấy nghìn giao dịch đấy sẽ được cho vào một cái gọi là blog, và cả nghìn thợ đào đấy sẽ tranh nhau sẽ xem được ông nào có quyền để đưa cái blog tiếp theo vào, gắn vào cái blockchain. Và khi một giao dịch đã được gắn vào blockchain, tức là giả sử như Tùng gửi Duy Tùng này gửi cho anh Tùng một Bitcoin, thì khi mà Tùng thực hiện cái giao dịch đấy thì giao dịch đấy sẽ chưa được xác thực vì nó chưa gắn vào blockchain. Nhưng mà nếu như có thợ đào nào lấy cái giao dịch của Tùng đó gắn vào một block và ông ấy dùng cái máy tính của mình và thi với 1.000 ông thợ đào còn lại và giành được cái quyền để mà ghi cái Ok, đoạn đấy thì chắc là hơi khó hiểu. Nhưng mà theo anh hiểu là đào Bitcoin là mình mua một số cái công cụ, có thể làm cái máy tính gì đấy đúng không? Và để về để giải một cái thuật toán thì đấy, thì giải xong thì sẽ được một phần thưởng là một cái loại Bitcoin đúng không? Có thể hiểu đơn giản là như thế đúng không? Là Bitcoin đúng không? Ok, mình sẽ chuyển sang câu hỏi thứ hai này. Là anh thấy là khá nhiều người hỏi quan tâm, ví dụ như là chị Sưởng, anh Mai anh bảo này, anh hỏi là tức là mua bán Bitcoin thì có hợp pháp không? Nếu hợp pháp thì giao dịch ở trên sàn nào và có an toàn không? Thì đầu tiên về nói chuyện hợp pháp thì luật pháp Việt Nam là hiện tại chưa công nhận giá trị pháp lý của Bitcoin, tức là không cấm nó nhưng cũng không bảo vệ nó, cho nên là chúng ta có thể gọi nó đang ở vùng xám. Thì hôm qua anh chị nào mà xem thời sự sẽ thấy rằng là hôm qua VTV đã đưa tin cái này rồi, và chính phủ mình đang xúc tiến cái vấn đề để mà luật hóa về cái Bitcoin và tài sản ảo, tức là người ta phải quy định nó là tiền tệ hay nó là một loại hàng hóa hay là một loại tài sản, thì lúc đấy người ta mới cho phép các cái sàn giao dịch hợp pháp hóa các cái sàn giao dịch được. Thì hiện tại các cái sàn giao dịch do Bitcoin chưa được hợp pháp hóa, nhưng các sàn giao dịch cũng chưa được hợp pháp hóa. Nhưng mà cái việc mà mua bán Bitcoin ấy thì không bị cấm, giao luật thì không bị cấm, mà ngân hàng nhà nước Việt Nam và luật Việt Nam chỉ cấm là anh sử dụng Bitcoin cũng như các cái đồng tiền số khác để làm phương tiện thanh toán thôi. Tức là có cái nghị định rất là rõ của ngân hàng nhà nước là cấm sử dụng này, phát hành và phân phối những cái đồng tiền số như Bitcoin rồi Ethereum, ABCZ ấy, dùng để làm phương tiện thanh toán. Tức là nói tóm lại là nếu như anh chị đi uống cà phê hay là đi ăn sáng mà dùng Bitcoin để thanh toán, và cái bà chủ kia chấp nhận dùng Bitcoin để nhận Bitcoin để cung cấp sản phẩm dịch vụ cho anh chị, thì hai bên đang vi phạm pháp luật. Còn nếu như chúng ta chỉ mua để giữ Bitcoin ấy, thì chúng ta không vi phạm pháp luật. Ok, như vậy là tiền số là một loại đầu tư, một tài sản đầu tư thì không bị cấm, giống như là cổ phiếu thì không bị cấm. Nhưng mà nếu mà dùng để mua bán hàng hóa thông thường thì là vi phạm pháp luật. Sẽ bị cấm, vâng. Ok, như vậy thì mình giao dịch ở trên, tức là nếu mà để giao dịch mua bán các thứ ấy, thì mình ở trên sàn nào thì là uy tín, thường là Tùng dùng sàn nào? Hiện tại thì có một số sàn, ví như sàn Revitano này, sàn Alinex này, hay là sàn... Anh nghĩ chắc là Tùng comment ở trên đây ấy, để mọi BCC người... hoặc là sàn Binance. Sợ mọi người biết được mấy cái tên tiếng Anh đấy. Chắc comment, nhờ Tùng comment lại trong video này. Tiếp này em sẽ comment, tức là ví dụ là chúng ta hiện tại thì có hai loại sàn. Đang nói về sàn thì xin phép được nói lợi luôn chút là có hai loại sàn. Một loại sàn là chúng ta sẽ dùng tiền Việt Nam đồng đến đấy để đi mua một số đồng coin, và do là Việt Nam chưa hợp pháp hóa và chưa cái thị trường ở Việt Nam chưa phát triển, nên chúng ta chỉ dùng tiền Việt Nam đồng để mua một số đồng coin nhất định thôi. Còn nếu như có muốn mua những đồng coin khác, ví dụ như là đồng Solana chẳng hạn, hay là đồng Polkadot chẳng hạn, chúng ta sẽ chưa sử dụng đồng Việt Nam đồng để mua được, thì chúng ta sẽ phải mua một đồng, dùng Việt Nam đồng lên một sàn để mua đồng USDT trước chẳng hạn, sau đó dùng đồng USDT sang một sàn khác để mua, nên chuyện này khá là phức tạp. Mọi người phải tìm hiểu một chút nhỉ.
anh nghĩ là cái nó lấy là một cái làn sóng công nghệ mới ấy. Nó khá là giống, tức là thường thường nó sẽ gây ra rất là nhiều tranh cãi, nó giống như kiểu câu chuyện mà Grab với cả Uber ngày xưa vào, sau ấy thì mấy cái hãng taxi cũ ấy, nó thay đổi mô hình kinh doanh ấy. Thì anh có cảm giác là cái làn sóng crypto này nó cũng như vậy, nó thay đổi. Thậm chí là nếu mà so sánh với cả cái thời kỳ ngày xưa mà thời kỳ nước mình vẫn còn là nước phong kiến ấy, thì khi mà làn sóng phương Tây nó đổ vào ấy thì có hai trường phái đúng không? Ví dụ như là Việt Nam mình với Trung Quốc là bế quan tỏa cảng ấy. Còn Nhật Bản thì là họ mở cửa và họ tiếp nhận, họ đổi mới ấy. Thì chúng ta thấy là Nhật Bản rất là thành công, còn Việt Nam với Trung Quốc thì chúng ta bế quan tỏa cảng, cuối cùng là bị kiểu lố lẽ. anh có cảm giác là cái làn sóng này là một cái thứ nó rất là lớn và nó tương tự như thế ấy. Nếu mà chúng ta mà không đón nhận được, tất nhiên là nó có, ban đầu thì nó có những cái đặc điểm xấu như kiểu là nó chưa được tốt lắm, ví dụ như giá cả nó biến động rồi người ta muốn giàu nhanh từ nó, rồi người ta như kiểu là muốn đầu cơ á. Nhưng mà cái công nghệ phía đằng sau ấy, anh nghĩ là mới là cái mình cần phải quan tâm ấy. Thì ở đây cũng có một số nhà đầu tư mà họ rất là quan tâm, ví dụ như là chị Thảo, chị hỏi là sự phát triển của blockchain sẽ ảnh hưởng thế nào đến hệ thống ngân hàng tài chính hiện tại, và các ngân hàng có thể làm gì với làn sóng này. Thì nhờ Tùng comment thêm về chủ đề này. Ui, câu hỏi này thì thật sự là nó khá là quan tâm, nhưng mà đối với tầm nhìn của Tùng á, là đối với nhận định của Tùng á, đó là người ta sẽ phải để ý đến hệ thống ngân hàng hay là những cái tổ chức tài chính hiện tại sẽ không biến mất. Không biến mất? Vâng, theo em là sẽ không biến mất, mà nó sẽ tiến hóa và nó sẽ áp dụng công nghệ blockchain vào trong cái hoạt động của họ. Yeah. Tức là bên các ngân hàng sẽ áp dụng công nghệ blockchain vào cái hoạt động kinh doanh của họ. Dạ vâng. Và sau đấy nó sẽ dần dần tiến hóa, thì bức tranh sau này như thế nào thì nói thật là Tùng vẫn chưa hình dung ra được. Nhưng mà đương nhiên rằng là nó sẽ bị như anh Tùng vừa nói, nó sẽ tức là rõ ràng ông này sinh ra để cướp mất thị phần của ông kia mà. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà nó đã là một cái xu thế không thể thay đổi, không thể đảo ngược ấy, thì anh muốn thay đổi, anh muốn phát triển thì anh phải áp dụng, anh phải dựa vào nó, anh phải bám vào nó để thay đổi mình. Và nếu như mà những công nghệ, những ngân hàng này, những tổ chức tài chính này với tiềm lực tài chính rất là mạnh hiện tại của họ, mà họ áp dụng công nghệ này thì họ sẽ có lợi thế xuất phát điểm rất là cao, vì hoàn toàn họ có thể thuê được những developer tốt, để họ có những ý tưởng tốt, để họ có tiềm lực về kinh tế để họ triển khai những cái đấy, để phát triển những cái này, và thứ nhất là vừa tốt cho thế giới, tốt cho nhân loại, tốt cho người dùng, và đồng thời rằng là họ sẽ có phần, có miếng bánh của họ ở trong tương lai ở đấy, chứ không để mình chết như kiểu của Nokia hay là của Motorola. Tức là khi mà điện thoại thông minh ra thì họ không theo cái xu thế đấy, họ đầu tiên họ chống lại hoặc là họ theo, dẫn đến rằng là họ bị đào thải. Thì em nghĩ rằng là hệ thống tài chính hiện tại, mặc dù là giai đoạn này họ chỉ đang nghiên cứu thôi, chỉ đang xem xét thôi, nhưng mà khi mà blockchain lớn hơn nữa, khi tài chính phi tập trung lớn hơn nữa, thì họ sẽ dự phần của mình vào và sử dụng tiềm lực hiện tại của mình vào để thay đổi. Vì bản chất ngành kinh tế nào cũng thế, đó là đổi mới để thay đổi và phát triển, để không bị loại bỏ. Em nghĩ là từ xu hướng là như thế. Tức là các ngân hàng, tóm lại là các ngân hàng này không bị đào thải, không bị chết đi này, mà họ sẽ, những ngân hàng nào có thể ứng dụng được cái công nghệ mới này vào để cải tiến hoạt động kinh doanh thì là những ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển, các tổ chức tài chính sẽ tiếp tục phát triển. Dạ, vâng. Cảm ơn Tùng. Theo em đây là câu chuyện, không phải là câu chuyện sau một đêm tự dưng các ngân hàng chết là không phải. Tức là quá trình tiến hóa dần dần. Dạ vâng, rất là okay. Dần dần. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ 3 này. Anh nhận định thế nào về các cái đồng coin gây tranh cãi vừa qua như là Doge hay là Shiba Inu ? Doge hay là đồng Doge hay đồng Shiba, nó ở trong lĩnh vực crypto người ta gọi là các cái meme, tức là những cái hiện tượng mạng nó cứ nổi lên và nó chỉ nổi tiếng thôi, còn nó bản chất nó không là cái gì cả, nó sinh ra không tức là ngay cả cái người sáng lập là đồng Doge ấy, thì ông ấy cũng bảo là tôi chỉ tạo ra nó trong vòng 3 ngày, với một vài người bạn tạo ra nó trong vòng 3 ngày với một mục đích, đó là rất là vui, chỉ có thế thôi, không có mục đích gì cả. Và sau đấy bản chất nó được phát triển, đó là do cái cộng đồng của họ
mọi người kết hợp lại với nhau và làm những việc ý nghĩa cộng đồng đồng đó ngày xưa ấy. Và năm vừa rồi nó lên là vì ông Elon Musk, mà ông Elon Musk thì ông ấy nổi tiếng về khả năng bơm thổi. Ngày xưa ông bơm thổi bên chứng khoán thì bị xét Bitcoin, nhưng mà bây giờ ông sang bên crypto bơm thổi thì không ai tuyết được nữa cả. Thì bên lĩnh vực này vì chưa có luật à? Luật chưa quản lý, cho nên là ông Elon Musk ông bơm thổi mà ông ấy có đến tận 55 triệu người theo dõi ở trên Twitter của ông ấy. Thì cái việc ông ấy tweet một câu là làm tốt lên trên mặt trăng thì càng nhiều người biết hơn. Thì câu chuyện gì cũng thế, chúng ta sẽ nhìn thấy hai mặt. Cái mặt xấu đó là rất là nhiều người nhảy vào nó và rất là nhiều người kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà rõ ràng là tiền của người này kiếm được và tiền của người khác thì mất đi. Trong khi đó đồng đó nó không có giá trị nền tảng gì cả. Nó chỉ là một đồng sinh ra để cho vui mà. À, thì là đấy là cái hại. Nhưng mà cái lợi đó là nó làm cho cả thế giới điên đảo và thế giới biết về coin. Và cái này sẽ tốt cho coin, tốt cho blockchain. Sẽ có nhiều người chết vì đồng đó, sẽ có nhiều người chết về đồng si. Tức là bạn tức là Tùng có vẻ không thích hai đồng này nào đúng không? nói về công nghệ, nói về đầu tư thì em không thích, nhưng mà nói nếu như nói về đầu cơ, ai mà ăn sóng được hai đồng này thì kiếm được một tiền mà anh. Ok. Nhưng thì, em cũng không đánh giá cao. Liên quan đến cả cái chủ đề này thì có một câu hỏi của bạn Thoa ấy, tức là tại vì nếu mà thị trường nó bị thao túng như thế thì có an toàn không ấy? Tại sao thị trường lại thao túng đồng, tại sao ông Elon Musk lại thao túng đồng đó? Thì đồng đó cũng nó nhỏ quá anh. Nhỏ quá. Vâng, nó nhỏ quá thì ông ấy mới thao túng. Và còn đối với những đồng khác thì ông ấy đâu có làm được nhiều như thế. Đương nhiên cái thông tin mà ông ấy Tesla chấp nhận Bitcoin hay là Tesla chấp nhận Bitcoin đã làm một con sóng Bitcoin lên đến khoảng tầm 10%, tức là con sóng cũng là một con sóng rất là lớn đối với thị trường tài chính, đúng không ạ? Nhưng mà thị trường nào cũng thế. Bây giờ em hỏi anh Tùng là thị trường chứng khoán Việt Nam có bị thao túng không? Anh không biết. Đúng rồi, người trong nghề của anh sẽ có câu trả lời đấy. Nhưng mà theo em nghĩ ít nhiều gì thị trường nào bị thao túng cả. Tự nhiên là cấp độ nhiều hay ít thôi. Quan trọng là chúng ta biết cách chơi của nó. Và thứ hai nữa là chúng ta phải nhìn theo hướng tích cực. Đương nhiên là ai khi có tiềm lực trong tay, người ta cũng muốn thao túng. Luôn luôn xuất hiện cái nhu cầu là thao túng bằng cái quyền lực của mình. Nhưng mà cái thị trường Bitcoin, cái thị trường tiền số nó đang lớn dần, và khi nó càng lớn thì cái khả năng thao túng càng kém đi. Và Tùng công nhận rằng là rất là công nhận là câu hỏi rất là chuẩn, đang có bị thao túng và nó đang dễ thao túng hơn những thị trường khác, nhưng mà chuyện đấy nó sẽ thay đổi dần. Cảm ơn Tùng. Có một câu hỏi là bạn Duyên Ly, bạn ấy hỏi là ngoài hệ sinh thái ra thì tôi thấy anh nhắc nhiều tới tốc độ xử lý khi mà so sánh, thì vậy hệ thống nào đang mạnh về tốc độ xử lý nhất, có phải là Solana không? Hiện tại thì do là cái con số mà tốc độ giao dịch ấy là hiện tại là có cả hàng nghìn dự án, và cái con số tốc độ giao dịch là con số do dự án nó công bố ra. Thì hiện tại mà cái mà Tùng biết và Tùng để ý nhất đó là cái Solana vẫn đang nổi lên làm cái ứng cử viên về cái khả năng về tốc độ giao dịch cũng như là phí giao dịch. Solana đấy. Cảm ơn Tùng. Chúng ta chuyển sang một câu hỏi tiếp theo là của bạn Hùng ấy, Nguyễn Mạnh Hùng, là có nên tin tưởng vào các công ty mà sử dụng copy chết để mua bán đồng tiền số hay không? Copy trade đúng không ạ? Thì quan trọng là chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải biết cái nền tảng cho copy trade là nền tảng nào. Nó có phải là một nền tảng hợp pháp hay không? Hợp pháp ở đây là cái này, ví dụ như là eToro chẳng hạn. eToro. Đấy, như đấy, đấy eToro chẳng hạn, thì đấy cũng là một nền tảng nổi tiếng, có tiếng và được cộng đồng trader đánh giá cao. Còn ví dụ như chúng ta mà sử dụng copy trade của mấy cái ông đa cấp tài chính của Việt Nam thì chắc là thôi. Okay, và quan trọng khi
quan trọng khi mà sử dụng copy trade thì chúng ta phải biết là chúng ta đã copy ông nào, profile của cái ông mà cho chúng ta copy ấy, cái ông mà chúng ta follow ông ấy đấy, follow cái chiến lược giao dịch của ông ấy đấy, thì cái đấy mới là quan trọng. Chứ ví dụ như đồng ví dụ như Lion Team chẳng hạn, cũng gọi là ban chuyên gia, nhưng biết ban chuyên gia là ai đâu. Ok, cảm ơn Tùng. Có một câu hỏi của bạn chắc là Đặng Hồng Hà. Công nghệ blockchain hiện nay được ứng dụng thực tế ở Việt Nam như thế nào? Không biết là Việt Nam có đã có ứng dụng cái công nghệ blockchain này chưa Tùng? Ở Việt Nam ạ. Việt Nam một cái thông tin khá là hot trong cộng đồng blockchain Việt Nam gần đây là hình như là cuối năm 2020. Đúng rồi, cuối năm 2020 thì TomoChain là một cái dự án blockchain của anh em người Việt Nam mình tạo ra đấy. Mình có trụ sở ở đâu, ở Trung Hòa Nhân Chính luôn đấy. Mình là có người một mình TomoChain, có một anh bạn là co-founder ở đấy đấy. Để hôm nào mà anh Long Vương ạ? À? Không, bạn khác không phải anh Long. Dạ vâng. Ok. Thế thì cái TomoChain đấy thì năm 2020, cuối năm 2020 hình như ký với lại Bộ Giáo dục và Đào tạo là sẽ cung cấp giải pháp blockchain cho Bộ Giáo dục Đào tạo cấp bằng. Cấp bằng? Dạ vâng. Tức là như nào? Tức là cấp bằng bằng blockchain hay như nào? Bằng tốt nghiệp hoặc là các cái chứng chỉ mà do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp thì có thể có ứng dụng công nghệ blockchain để cấp, và đơn giản như kiểu bây giờ chuyện bằng giả sắp tới, mà nếu như ứng dụng blockchain để mà phát hành bằng thì không có bằng giả nữa. Hay đấy, thú vị đấy. Tất cả giả sử như số bằng của anh là số bao nhiêu thì tôi tra lên một cái là lên blockchain, tôi tra một cái số bằng này là ra tên là đây là bằng của ông của anh Sơn Tùng chứ không phải là ông Đào Duy Tùng mà số bằng như thế này, và đã cấp số nào thì nó có in ở trên blockchain, mà đã in ở trên blockchain thì nó sẽ là vĩnh viễn và không thay đổi được. Cảm ơn Tùng. Có một câu hỏi tiếp theo là câu hỏi, tại vì chủ đề hôm nay có vẻ hot quá nhưng mà khá nhiều câu hỏi. phiền Tùng thêm một chút thời gian nữa nhé, trả lời câu hỏi của khán giả nhé, sau đấy nếu mà chúng ta không còn thời gian mà vẫn kịp thì chúng ta sẽ trả lời ở phía sau. Tùng sẽ xin phép trả lời một số câu hỏi nữa thôi, vì chương trình cũng có giới hạn đấy. Thì có một số câu hỏi nữa là xin anh của bạn Vũ Đình An à, xin cho biết các sàn uy tín crypto trên thế giới, thì như câu này trả lời rồi. Và hiện nay theo chỉ báo biểu đồ kỹ thuật thì khi nào có thể mua được Bitcoin? Dạ. Cái câu hỏi về sàn thì chắc là mình trả lời trong chương trình rồi. Còn có cái việc là theo chỉ báo biểu đồ kỹ thuật thì có thể khi nào có thể mua được Bitcoin, không biết là Tùng có thể trả lời được câu hỏi này không? Câu hỏi về sàn thì mọi người có thể nghiên cứu sàn Binance. Binance thì nó sàn lớn nhất và khá uy tín, và chúng ta có thể giao dịch rất là nhiều thứ trên đấy. Còn về câu hỏi là về biểu đồ kỹ thuật thì bây giờ đã mua chưa, thì nó phải phụ thuộc vào là bạn xác định đầu tiên khi trả lời câu hỏi đấy, phải trả lời câu hỏi là bạn xác định chiến lược giao dịch của bạn, chiến lược tham gia thị trường của bạn là gì, bạn là holder hay là bạn là trader muốn kiếm lời ngắn hạn. Nếu như mà trader kiếm lời ngắn hạn thì có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào điểm ra được. Thì lúc đấy chúng ta lại phải có cắt lỗ, đúng không ạ, và phải có điểm mục tiêu để mà chốt lời. Nhưng mà nếu như mà chúng ta xác định là holder ấy, thì holder tức là người nắm giữ dài hạn đấy hả? Đó, người nắm giữ dài hạn ấy. Thì họ cứ giảm họ mua đấy. Em nói thật, tiếc nhà anh Tùng có thể share cái đường link mà lúc nãy em có gửi cho anh, gọi là đây, để anh bật cho em một chút. Nhưng mà cái này không có slide thì khán giả lại không xem được. Anh lại không đưa vào slide thì khán giả không xem được. Ok. Thế thì hơi tiếc, nhưng mà mọi người giả sử đơn giản như thế này. Đây anh bật cái này có phải là cái dollar cost averaging Bitcoin không em? Đúng rồi. Thì giả sử những thì khán giả xem cái này kiểu gì nhỉ? Dạ. Nếu không xem thì em cái link nhé. Anh bày nói qua một chút nhé. Anh Tùng ơi, không cần xem được. Em sẽ nói qua thôi. Em nói đi. Ví dụ như là trong vòng 3 năm trở lại đây, tức là từ tháng 5 2018 trở lại đây, mà cứ mỗi tháng chúng ta bỏ ra 100 đô, chúng ta không cần quan tâm đồ thị là gì hết. Cứ ngày mùng 1 tháng, cứ bỏ tiền,
cứ ngày 15 hàng tháng cứ bỏ ra $100 mua một Bitcoin bất kể giá nó cao hay thấp. Thì trong vòng 3 năm từ 2018 đến nay, cứ mỗi tháng bỏ ra $100, tổng cộng 3 năm là bỏ ra $3,600. Thì cái khoản đầu tư đấy của chúng ta đang mang lại giá trị net value hiện tại là 30.800 USD, tức là đâu đấy khoảng tầm là gấp 7, gần gấp 8 lần gì đấy, một mức lợi nhuận kinh khủng đúng không ạ, gấp 8 lần sau 3 năm, không cần phải làm gì cả, mỗi tháng, đúng ngày 15, bỏ ra $100 mua, cứ mỗi tháng, bỏ ra $100 mua, bất kể giá lên hay giá xuống. Thì cái câu hỏi mà biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin bây giờ đã mua vào chưa thì thật sự là một câu hỏi khó. Tại vì sao? Vì mình phải trả lời dựa trên cái quan điểm nào. Nếu như mà quan điểm của một trader ấy, thì chúng ta phải nhìn kỹ hơn ở trên biểu đồ. Còn nếu như quan điểm của một holder ấy, thì trường phái những người holder ấy, thì như Tùng bây giờ chẳng hạn hiện tại này, thì Tùng luôn luôn có coin và luôn luôn có tiền mặt. Khi nào cũng thế, thị trường lên thế, thị trường xuống thế, luôn luôn có coin và luôn luôn có tiền mặt. Khi thị trường lên thì sẽ bán bớt coin để chuyển ra tiền mặt, gọi là chốt lời dần ấy. Khi thị trường xuống thì bắt đầu mình lại lựa chọn là gì ạ? Bỏ thêm tiền để bỏ bớt tiền mặt ra để mua thêm coin. Cảm ơn Tùng. Anh nghĩ là Tùng có thể làm ở VNDirect được đấy. Cái chiến lược ở đấy ở VNDirect gọi là D-SIP ấy, chẳng qua là thay thế tài sản Bitcoin bằng cái loại tài sản là cổ phiếu chứng khoán thôi. Tức là SIP, tức ở đây tức là System Investment Plan ấy, tức là cứ hàng tháng định kỳ bỏ ra một số tiền và gọi là đầu tư tích sản một loại tài sản nào đấy. Tất nhiên là mình phải nhận định là về dài hạn là cái loại tài sản đấy là nó sẽ có xu hướng tăng giá lên trong dài hạn, còn ngắn hạn thì mình không dự đoán là thôi. Nghĩ cái đấy là thì cái đấy nó là tầng thứ hai trong cái tháp tài sản của VNDirect ấy. Anh sẽ chuyển sang cái slide câu hỏi cuối cùng. Có lẽ câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay liên quan đến tiền số ở đâu trong tháp tài sản. Thì nhờ Dũng chuyển sang cái slide này giúp anh nhé. Ở đây là có tháp tài sản, thì cái khái niệm tháp tài sản này VNDirect đưa ra lại là nó là khá là phổ biến trong tài chính cá nhân. Thì thông thường một con người thì chúng ta chia làm thường thường 3 tầng cho các mục tiêu khác nhau ấy. Đầu tiên là mục tiêu cần thiết, mục tiêu thứ hai là mục tiêu, tức là mục tiêu thiết yếu ấy. Cái tầng thứ hai là những cái mục tiêu mà mình mong muốn, và tầng bên trên là những cái mục tiêu mà mình mong ước ấy. Thì từ bên đấy là các cái tài sản, ví dụ như là ở bên dưới là mình phân vào các tài sản an toàn nhất. Thì ví dụ như là tùy mỗi người đánh giá nhé, nhưng mà ví dụ như là gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc là mua vàng hay gì đấy chẳng hạn thì là tài sản an toàn nhất, hoặc là đầu tư một loại tài sản đấy mọi người cho là an toàn nhất. Cái loại tài sản thứ hai ở tầng thứ hai là tài sản an toàn, ví dụ có thể xếp vào những kiểu bất động sản, cổ phiếu hay gì đó. Và tầng bên trên là tài sản tăng trưởng, tức là những cái loại tài sản ví dụ như cổ phiếu nhưng mà mua bán giao dịch liên tục chẳng hạn. Thì tương với thế là cái cây này, tức là cái tài sản bên dưới là cái gốc của cái cây ấy. Gốc càng vững thì cái cây nó càng sinh trưởng tốt được. Thì không biết là Tùng xếp, nếu mà là Tùng thì Tùng xếp tiền số vào cái tầng nào trong tháp tài sản này, và kiểu tỷ lệ phân bổ của Tùng như trong tháp tài sản này nó sẽ như thế nào? Thực ra đối với em, nếu như mà để em đánh giá thì cái tiền số nó sẽ không nằm ở trong cả ba cái tầng này luôn, nó sẽ nằm tầng gọi là siêu rủi ro. Nói chung kiểu mà tàu lượn đấy, ở tham gia vào thị trường tiền số giống kiểu mà tham gia một chuyến tàu lượn này, nó biến động cực kỳ lớn, cho nên rằng là nó có khả năng tăng trưởng kinh khủng, nhưng mà nó cũng rủi ro rất là lớn, cho nên là nó phải nằm trên chóp của cái đỉnh này đấy. Bởi vì nó là cái loại tài sản rủi ro nhất hiện tại, nhưng nó gọi là có tiềm năng mà không có lớp tài sản nào hiện tại có được cái tiềm năng đấy. Đó. Thì tiền số là nó phải nằm ở trên chóp ấy. Cho nên nếu như mà đối với những người chưa am hiểu về thị trường và mới bắt đầu tham gia vào thị trường và không phải làm về thị trường này mà vẫn làm công việc chính ở cái mảng khác và muốn tận dụng cái cơ hội đầu tư ở cái thị trường tiền số này để gia tăng tài sản của mình ấy, thì theo quan điểm cá nhân em và cũng như là từ một số chuyên gia về đầu tư ấy, thì họ bảo là chỉ phân bổ được khoảng tầm 5-10%. 5-10% của mình. Dạ vâng. 5-10% tài sản đầu tư của mình vào cái tiền số thôi. 5-10% tài sản của tiền số. Ok. Yeah. Một chuyên gia tiền số đã đầu tư nhiều năm nhưng mà
Có vẻ khá là thận trọng. Tất nhiên là tùy vào mức giá đó đúng không? Ví dụ như là mức giá hiện tại thì là Tùng phân bổ 5 đến 10%, nhưng mà ví dụ như ở một mức giá khác thì tỷ lệ có thể nó lại khác đúng không? Đôi khi nó tăng lên gấp 10 từ chứ nó lại bằng nửa mình hoặc bằng 100% luôn. Ok, cảm ơn Tùng rất là nhiều. Cảm ơn Tùng đã rất là nhiệt tình tham gia cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Sơn Tùng cũng rất là xin lỗi quý khán giả, anh chị em xem là ban đầu là có trục trặc kỹ thuật khá là nhiều, thì cái chương trình này sẽ được quay lại video và mình sẽ phát lại ở trên YouTube. Thì cái những cái phần về trục trặc kỹ thuật ấy sẽ được cắt bớt đi để cho anh chị có một cái trải nghiệm nó tốt hơn. Thì rất là xin lỗi quý anh chị và rất là cảm ơn Tùng đã rất là nhiệt tình chia sẻ trong cái buổi đầu tiên về chủ đề tiền số, mà là một chủ đề mà rất là Tùng nghĩ rất là quan trọng, trong mà chúng ta sẽ nghe rất là nhiều tới trong thời gian tới. Khi mà dịch Covid này nó kết thúc thì chắc là cái chủ đề này sẽ được còn nhắc tới rất là nhiều. Xin như vậy chương trình đối thoại với cả PM số thứ tư xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn Tùng. Cảm ơn VN, cảm ơn anh Tùng và cảm ơn quý vị khán giả. Và trước khi kết thúc thì chỉ xin phép nói một chút nữa thôi, đó là chúng ta tham gia thị trường tài chính thì chúng ta biết là thị trường nào cũng rủi ro, và đặc biệt là thị trường tiền số thì cực kỳ rủi ro, cho nên là mọi người trước khi tham gia thì nên tìm hiểu kỹ kỹ một chút và sẵn sàng tâm thế với một cái mức đầu tư rất là nhỏ ban đầu thôi, để làm sao mà khi không may mà bị mất nó đi thì chúng ta không bị ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống, luôn luôn là tâm thế đấy thì sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn Tùng. Xin chào quý khán giả.